trước khi vào chuyên môn. Hoa sẽ phân tích giúp cho các anh chị một số những cái ưu điểm và nhược điểm của ngành dược. Nhưng Hoa nói rằng đây là lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, chứ không phải trong lĩnh vực khác, ví dụ như là bào chế, sản xuất hay là kiểm định. Đúng không ạ? Ở bên pháp chế thì chúng ta sẽ không áp dụng cái ưu và nhược điểm này vào. Vì ở đây 80% chúng ta đang là kinh doanh ngành dược, đúng không ạ? Chỉ có một số các anh chị là làm trong nhà nước thì nó sẽ chưa phù hợp. Nhưng mà Hoa đang đứng ở góc độ của một người kinh doanh nhà thuốc, huấn luyện và đào tạo thực hành bán thuốc, cho nên là Hoa đưa ra những cái ưu và nhược điểm của lĩnh vực kinh doanh dược phẩm nhà thuốc. Nếu các anh chị và các bạn thấy nó phù hợp với mình thì ở lại để lắng nghe, và nếu không thấy phù hợp với mình thì cũng xin mời các anh chị ra khỏi nhóm, được không ạ? Tránh mất thời gian của các anh chị và các bạn đó. Và nếu như anh chị nào ham học hỏi, muốn tìm tòi xem là những cái ưu và nhược điểm của ngành dược nó có thể giúp cho mình được cái điều gì đó hay không, và mình dựa vào đấy mình có thực sự muốn phát triển hay là lấn sân sang cái lĩnh vực này hay không, thì các anh chị và các bạn hãy kiên trì để đồng hành cùng với Hoa. Vì trong thời gian qua thì Hoa cũng nhận thấy có rất là nhiều các anh chị và các bạn làm trong nhà nước, ví dụ như là làm trong kho, ví dụ như là làm ở trong bên y tế đấy ạ. Có những anh chị làm ở trung tâm y tế, ví dụ như là bệnh viện Phú Xuyên, đấy, bệnh viện E, thì các anh chị đều muốn chân trong chân ngoài, và các anh chị cũng muốn là kinh doanh nhà thuốc. Cho nên có những bạn đang làm trong nhà nước rồi nhưng mà vẫn mở thêm nhà thuốc, quầy thuốc để bán thêm ngoài giờ. Đó, thì các anh chị và các bạn ý cũng đến với Bảo Minh để học một khóa, và cuối cùng đã mở cho mình một cái nhà thuốc dựa trên những cái ưu điểm và nhược điểm mà Hoa đã phân tích rồi. Thì cuối cùng các anh chị đã làm được. Cho nên nếu như ai ở đây mà đang làm chân trong chân ngoài rồi thì xin chúc mừng các anh chị và các bạn. Và nếu như mà ai chưa làm chân trong chân ngoài, ví dụ như là đang chỉ làm tập trung vào nhà nước thôi và muốn thử sức với lĩnh vực ngành dược phẩm của mình, thì cũng hãy tự tin để rồi học những cái kiến thức này và quyết định các anh chị và các bạn nhé. Rồi, cảm ơn một số các anh chị đã tương tác cùng với Hoa. Rất là tuyệt vời, rất là năng lượng. Hôm nay có ai không comment được không ạ? Không bình luận được không ạ? Như hôm qua Hoa thấy có một số các anh chị và các bạn chưa comment bình luận được, thì hôm nay Hoa lại tiếp tục phát live stream bằng Facebook cá nhân để anh chị và các bạn dễ dàng tương tác hơn. Đó, lại bằng một Facebook khác, cho nên là các anh chị sẽ liên tục thấy sự thay đổi của Bảo Minh bằng những Facebook lặng phát live stream. Tránh trường hợp là bị Facebook nó bóp, nó chặn luôn, nó khóa luôn Facebook, phải không ạ? Rồi, chúng ta đã sẵn sàng, Hoa đã nhìn thấy các bạn đã sẵn sàng rồi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về những cái ưu điểm của ngành dược trước các bạn nhé. Chúng ta sẽ phân tích về cái ưu điểm của ngành dược trước. Và thông qua những video clip của các anh chị gửi cho Hoa thì Hoa thấy rằng anh chị là những người có những cái tầm nhìn, có những cái suy nghĩ rất là tích cực trong ngành dược. Hoa nhận thấy rằng đó cũng là những cái mà chúng ta nên bổ sung vào để phân tích được những cái ưu điểm của ngành dược ngày càng nhiều hơn, ngày càng phong phú hơn, đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều các anh chị đóng góp và đưa ra cái quan điểm của riêng mình. Hôm qua Hoa mới chỉ đưa ra một cái mẫu để các anh chị và các bạn tham khảo, dựa vào đó để các anh chị và các bạn làm bài tập. Đó, thế nhưng cũng có rất là nhiều các anh chị đã suy nghĩ, tức là tự mình nghĩ ra đấy ạ, những cái ưu điểm của nghề và những cái nhược điểm của nghề. Thì đấy là những cái mà anh chị tự phân tích thêm và nhìn nhận trong lĩnh vực này, đúng không ạ? Thì như các anh chị và các bạn đã nói rồi, trong thời điểm này thì thực sự ngành dược vẫn còn là một ngành vô cùng tuyệt vời để chúng ta kinh doanh và phát triển nó. Vì như các anh chị và các bạn đã biết rằng là rất nhiều các lĩnh vực khác, ngành nghề khác đang phải đóng cửa, đang phải đóng băng, và thậm chí họ đang bị thất thoát một cách kinh khủng về tài chính, về tiền bạc, đúng không ạ? Như thống kê chúng ta nhìn thấy rồi, trong đầu năm 2021 có quá nhiều các doanh nghiệp phá sản, đóng cửa. Đó, có rất là nhiều các công ty họ không thể tồn tại và trụ nổi nữa tại thời điểm kinh tế khó khăn như thế này. Các bạn, Hoa không biết ở đây có một số các anh chị là không kinh doanh và các anh chị đang làm ở trong nhà nước, cho nên là các anh chị sẽ thấy bình thường. Có nghĩa là mình chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi vì cái thu nhập của mình vẫn đang là được nhà nước chi trả, công ty chi trả. Và có thể các anh chị sẽ chỉ bị giảm một phần lương thôi, đúng chưa ạ? Nhưng ở các lĩnh vực khác và ngành nghề khác thì họ đã không còn cơ hội để đi làm việc nữa, vì họ là gì ạ? Phải đóng cửa. Và
Đã có rất nhiều các anh chị và các bạn ở bên ngoài ngành dược của chúng ta đấy ạ, là phải đi làm thuê, đi bưng bê, rửa bát, rồi đi chạy xe ôm. Có không hả các anh chị? Có những giám đốc tài chính, có những là chủ doanh nghiệp bây giờ phải mở ra những cái quán ăn, những cái công việc như là bán vịt đấy, bán vịt quay đấy ạ. Các anh chị có cập nhật những cái thông tin đấy không ạ? Thì để cho các anh chị thấy rằng là mọi thứ đều có sự thay đổi. Tất cả mọi ngành nghề đều có sự thay đổi. Và nếu như ngày hôm nay các bạn và các anh chị không thay đổi thì chúng ta sẽ không thể nào mà bắt kịp với xu thế, bắt kịp với thị trường để chúng ta tiếp tục và phát triển được. Cho nên nếu như vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn không chịu thay đổi mình, vẫn không chịu là mở rộng cái tư duy của mình hơn để mình học hỏi, lĩnh hội những cái mới, thì chúng ta sẽ bị đào thải ở một thời điểm nào đó. Có thể ở thời điểm này chúng ta vẫn tồn tại được, nhưng sau 1 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa thì lúc đấy chúng ta liệu có còn tồn tại được nữa hay không? Các bạn, các anh chị hãy nhớ ạ, cuộc sống này luôn luôn thay đổi và nó thay đổi một cách chóng mặt luôn. Các anh chị và các bạn hãy nhìn lại toàn bộ những cái thời gian qua mà xem, có rất nhiều các ngành nghề đã phải đóng cửa rồi, họ không kinh doanh được nữa. Đúng chưa ạ? Và đặc biệt là nếu như ai kinh doanh mà đang phải thuê mặt bằng thì cái nguy cơ rủi ro còn bị đóng cửa sẽ rất là nhiều. Vì bây giờ cái xu hướng của người dân là chuyển sang họ chuyển sang cái việc là mua online 80% rồi. Các anh chị và các bạn hãy để ý mà xem, ở đây có bao nhiêu bạn hay mua hàng thông qua online ạ? Các anh chị có hay lên mạng lướt Facebook, lướt Zalo, thấy họ buôn bán cái gì đó là mình đặt hàng luôn ạ? Có người ship về tận nhà không ạ? Kể cả là dược phẩm luôn. Anh chị và các bạn có hiểu được điều này để thấy rằng mình cần phải thay đổi không ạ? Cho nên Hoa không rảnh rỗi đến mức ngồi đây để chém gió với các anh chị những cái nó không liên quan đến cái việc phát triển của ngành nghề. Hoa cũng không rảnh rỗi đến mức mà yêu cầu đề nghị các anh chị làm bài tập, đó là quay video clip, đó là cần các anh chị phải lên online, đó là các anh chị cần phải trang điểm cho mình nó thay đổi hơn về cái ngoại hình của mình. Các anh chị cần có là một cái sự tự tin hơn trong cái việc chúng ta là bán hàng online. Đó là lý do thực sự sâu sắc mà Hoa muốn các anh chị và các bạn làm. Đúng chưa? Nhưng có nhiều anh chị không phối hợp với Hoa và nghĩ rằng mình không cần làm. Có nhiều anh chị nghĩ rằng là cái đấy chỉ dành cho bọn trẻ con tin tin, bây giờ nó đang theo kiểu là sống ảo ấy ạ, thì nó mới làm thôi. Còn mình già rồi, mình có tuổi rồi, mình không quen lên online, mình sẽ không thể đú theo được với các bạn trẻ. Đó là một trong những cái tư duy rất là sai lầm của chúng ta. Vì bây giờ có những người 60, 70 tuổi họ vẫn lên online, họ vẫn có những cái video clip giải trí cho mọi người. Đúng không ạ? Thế thì ở đây mình là trong lĩnh vực là trao giá trị, trao gửi những cái kiến thức về sức khỏe cho người dân. Thì tại sao chúng ta lại không online ạ? Chúng ta lại không lên hình ạ? Cho nên các bạn hãy nhớ giúp Hoa, Hoa từng đã được đi học những cái nơi mà họ nói rất là nhiều về vấn đề bảo vệ sức khỏe chủ động. Các bạn ạ, không phải ngày hôm nay Hoa có thể tự nhiên ngồi đây để chia sẻ được với các bạn đâu ạ. Hoa đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian của trước đây để rồi đi học hỏi, để phát triển bản thân mình, để trang bị cho mình những cái kiến thức mà đến bây giờ Hoa mới có thể áp dụng được để trao gửi cho các anh chị. Thì những cái thời gian đó Hoa còn là gì, vẫn còn trẻ, ở từ những năm là 2020, 21, à đâu, ở 99, 2000 đấy ạ, 99-2000 đấy ạ, thì Hoa đã dành rất là nhiều thời gian của mình để đi học. Thì rồi ngày hôm nay nó mới bắt đầu là cho ra kết quả của mình, đúng không? Thì Hoa đi học những cái khóa học của bên Bộ Y tế, của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, của Hội Tim mạch Việt Nam. Đó, là những cái đơn vị mà nó liên quan đến sức khỏe, đúng không ạ? Thì Hoa vẫn mãi nhớ cái câu nói của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, ngày xưa là Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, bây giờ ngài đã về hưu rồi. Thì ngài có nói rằng các bạn hãy là những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ sức khỏe. Hãy tuyên truyền cho người dân hiểu đúng, dùng đúng và làm đúng về thực phẩm chức năng. Các bạn nhớ, hãy nhớ giúp Hoa ngày hôm nay, Hoa thay lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng. Ở đây có ai biết ngài Trần Đáng không ạ? Nếu các bạn không biết thì có nghĩa rằng là cái kiến thức về thực phẩm chức năng của các anh chị còn rất là hạn hẹp. Hoa rất xin lỗi các anh chị điều đấy. Bởi vì ngài đã thường xuyên tổ chức, tức là ngài đã phối hợp với Bộ Y tế
tổ chức ra những cái chương trình vì sức khỏe cộng đồng, tổ chức ở rất nhiều địa điểm, tỉnh thành, bao gồm có 63 tỉnh thành, thì các tỉnh thành đều có chương trình đấy hết. Tuyên truyền cho người dân hiểu đúng, dùng đúng và làm đúng về thực phẩm chức năng. Cho nên hôm nay Hoa thay lời của Ngài, Hoa mượn lời của Ngài, Hoa chia sẻ lại với các anh chị và các bạn ở đây. Cũng hãy là những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ sức khỏe. Hãy là những người đi tuyên truyền cho người dân họ hiểu đúng, dùng đúng và làm đúng về thực phẩm chức năng. Cho nên nguyên cái việc các anh chị dùng đúng cũng chưa đúng đâu ạ. Hoa hứa với các anh chị và các bạn là như vậy. Nên khi nào các anh chị và các bạn học một cái bài đó là lý niệm bảo vệ sức khỏe của Hoa, mà Hoa đã phải đi học từ rất nhiều nơi, trong đó có chương trình vì sức khỏe cộng đồng đấy ạ. Để rồi Hoa có thể chia sẻ được với các anh chị và các bạn về thực phẩm chức năng như thế nào. Chúng ta đang là gì đấy ạ? Cần phải hiểu về nó để chúng ta dùng nó cho đúng đã. Các anh chị ở đây bán thực phẩm chức năng nhưng chưa chắc đã hiểu về nó đâu ạ. Để mà nói là dùng đúng, đúng không ạ? Cho nên để hiểu đúng này, dùng đúng, và nếu chúng ta đang kinh doanh dược phẩm thì chúng ta phải làm đúng về thực phẩm chức năng nhá. Cho nên trước hết là các anh chị phải có kinh nghiệm và kiến thức về thực phẩm chức năng để chúng ta có thể lên online, chúng ta có thể chia sẻ cho các khách hàng và bệnh nhân của mình. Thì đấy là cái mà các anh chị đang trao giá trị cho mọi người rồi, đúng chưa ạ? Nên là các anh chị sẽ nhớ cho Hoa cái nội dung đầu tiên hôm nay Hoa muốn chia sẻ với các anh chị, đó là hãy học đi. Học ở đây đó là học cách lên online đi, vì các anh chị là gì ạ? Là những người có tầm ảnh hưởng. Các anh chị là người được ăn học đàng hoàng, các anh chị có bằng cấp đầy đủ, đúng chưa ạ? Mà cuối cùng các anh chị không là tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được đúng về thực phẩm chức năng, lại để cho những người đó gọi là mẹ bỉm sữa, những người người ta không học dược, người ta lên online rồi người ta bán lung tung phèng hết cả lên. Người ta đã gì ạ? Mượn cái danh, mượn cái chức, một cái tiếng nào đó để rồi người ta bán hàng online, đúng không ạ? Thế nhưng cuối cùng các bạn dược sĩ ở đây thì cái tôi rất là cao, cái sĩ nghĩa diện rất là nhiều. Cái mặt nạ của mình về cái ngại ngùng ấy ạ, rất là lớn, cho nên các anh chị không dám làm. Có người lại còn không thèm làm. Ok, các anh chị đầy đủ tất cả mọi cái rồi và các anh chị không muốn trao giá trị cho cộng đồng thì các anh chị không cần phải làm, không sao hết, vì đó là quan điểm của mỗi người. Nhưng nếu người nào muốn trao gửi giá trị cho cộng đồng, muốn giúp đỡ cho cộng đồng, thì các anh chị sẽ là nên có những video clip để chia sẻ với lại là người dân nhá. Nên hôm qua Hoa nhận thấy có một số các anh chị có cái khả năng quay video clip cực kỳ tuyệt vời. Hoa nhìn thấy được điều đấy, đó là tố chất của các anh chị đã có được. Đó, vấn đề là bây giờ các anh chị có kiến thức để biết là mình cần nói cái gì, nói như thế nào để chúng ta có được giá trị tới với cộng đồng hay không mà thôi. Vì thế nên Hoa muốn gửi tới các anh chị một cái câu nói là các anh chị muốn kiếm được nhiều tiền thì các anh chị phải trao đi được nhiều giá trị cho cộng đồng. Đấy, các anh chị và các bạn hãy nhớ rằng là muốn hái được nhiều tiền thì phải hiến được nhiều tài. Ghi xuống quyển vở của mình giúp cho Hoa, nếu các anh chị đang thực sự ngồi nghiêm túc và có học bằng bút vở đàng hoàng ạ. Để một lúc nào đó các anh chị sẽ ngấm và hiểu được những gì Hoa chia sẻ. Ngày hôm nay, buổi hôm nay các anh chị ngồi đây để nghe vẫn chưa ngấm được đâu ạ. Vì cái level để học đó là gì? Nghe để biết, biết để hiểu, hiểu để làm để ngấm, đúng không ạ? Thì từ cái việc nghe để biết cho đến ngấm ấy, nó là cả một cái giai đoạn vô cùng dài. Cho nên Hoa không mong và hy vọng rằng hôm nay các anh chị nghe và sẽ hiểu được luôn, ngấm được luôn, mà Hoa chỉ mong các anh chị nghe để biết, để rồi một ngày nào đó các anh chị sẽ quay trở lại thấy được rằng mình đã từng được một cô dược sĩ ít tuổi hơn mình nói cho mình nghe về cái việc đó là muốn kiếm được nhiều tiền thì phải hiến được nhiều tài. Các anh chị và các bạn có nhớ không ạ? Hãy viết thật to chữ đấy ra. Để khi các anh chị và các bạn trao được nhiều giá trị tới cộng đồng thì các anh chị và các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Đấy, cho nên hãy cố gắng phối hợp cùng với Hoa để làm sao cho ra được những cái video clip cho nó chuyên nghiệp nhất cho đến lúc chúng ta kết thúc cái lộ trình học, được không ạ? Rồi, đã có những bạn là comment đồng ý, thế còn những anh chị khác và các bạn thì sao ạ? Rồi, thì ở đây cái ưu điểm của chúng ta đầu tiên đó là các anh chị và các bạn sẽ có kiến thức đúng về các loại thuốc và thực phẩm chức năng. 80% các anh chị ở đây đang kinh doanh dược phẩm thì các anh chị đã có kiến thức đúng về thuốc rồi. Nhưng cũng có nhiều các anh chị chưa có những kiến thức đúng về thực phẩm chức năng. Cho nên chúng ta không phải chỉ có những kiến thức đúng về thuốc mà chúng ta cần phải trang bị thêm cho mình những kiến thức đúng về thực phẩm chức năng nữa các anh chị và các bạn nhé. Rồi, thậm chí chúng ta còn phải lại trang bị thêm cho mình những cái kiến thức về
làm đẹp nữa cơ, đúng không ạ? Thì bản thân Hoa là người gọi là có gì thì nói vậy. Ví dụ như là kiến thức về thuốc thì Hoa có, kiến thức về thực phẩm chức năng thì vô cùng nhiều, nhưng còn kiến thức về làm đẹp ấy thì Hoa lại không có nhiều. Ở đây các anh chị nhìn Hoa thông qua video clip cho nên các anh chị chưa nhìn thấy được thực tế bên ngoài của Hoa như nào. Nhưng thực lòng mà nói là cái nước hoa, nước da của Hoa nó không được sáng. Đấy, nước da của Hoa nó không được đẹp. Thông qua cái online này nó cũng làm cho mình thay đổi khá là nhiều. Nên là đầu tư cho cái con máy này khoảng tầm độ trên dưới 30 triệu thì nó cũng đã giúp cho mình tự tin hơn khi livestream, đúng không ạ? Để chia sẻ với các anh chị và các bạn. Đấy, cho nên nhá, cái đẹp này á, về cái vấn đề làm đẹp thì nếu các anh chị và các bạn ở đây yêu thích làm đẹp thì hãy tìm hiểu cho mình những kiến thức làm đẹp. Vì khi các anh chị có kiến thức về làm đẹp rồi, chúng ta sẽ tư vấn để bán được rất là nhiều những cái mặt hàng làm đẹp ở tại nhà thuốc của mình, đúng không ạ? Những cái dòng mỹ phẩm nhà thuốc mình được phép bán mỹ phẩm mà. Nếu các anh chị và các bạn có kiến thức về làm đẹp thì chúng ta lại tư vấn về những cái dòng mỹ phẩm đấy cực kỳ tốt luôn. Rồi thậm chí là chúng ta lại có kiến thức để chúng ta tư vấn về những cái sản phẩm như là collagen, đúng chưa? Rồi là nho thai kiều, những cái để làm đẹp từ bên trong cho cơ thể của mình ạ. Đấy, cho nên là các bạn đừng chỉ giới hạn về mỗi thuốc không nha. Có rất là nhiều các bạn quay video clip và nói rằng là có những kiến thức đúng về thuốc đấy ạ. Thế thì Hoa bổ sung thêm cho các anh chị là ngoài thuốc cần phải hiểu về thực phẩm chức năng. Ngoài thực phẩm chức năng thì chúng ta lại cần phải có kiến thức về làm đẹp, đúng không ạ? Đấy, thì Hoa rất là may vì mặt dày quá nên là không có mụn. Mặt hầu như là không thể có mụn một tí nào, nhưng mà có những cái vết tàn nhang, rồi là vết chân chim. Nói chung là cái độ tuổi trên dưới 40 thì đã không thể tránh được những cái sự lão hóa đấy rồi, đúng không ạ? Nhưng Hoa nhìn thấy có một số các anh chị đã có những cái nước da rất là đẹp thông qua các video clip các anh chị đã quay và gửi đến cho Hoa đấy ạ. Nên là các anh chị đã có sẵn cái tố chất đấy rồi, hãy quay những cái video clip để trao giá trị về cái việc làm đẹp từ bên trong nhá. Ở bên spa người ta làm đẹp từ bên ngoài, người ta tác động ở bên ngoài, đó là gì đấy ạ? Lăn kim, phi kim, rồi là trị nám tàn nhang ở bên ngoài. Nhưng mà dược sĩ của mình thì mình lại là tư vấn cho người ta làm đẹp từ bên trong, đó là uống collagen, nho thai kiều, lecithin, angela, đúng không ạ? Đấy là những cái bổ sung cho nội tiết tố để giúp cho chúng ta đẹp hơn mà. Nên là những kiến thức đấy không hề thừa một tí nào các anh chị nhá. Nên đầu tiên, cái kiến thức đúng về loại thuốc và thực phẩm chức năng là cái đầu tiên các anh chị phải thấy rằng đó là ưu điểm của ngành dược mình, đúng không ạ? Tiếp theo, các anh chị và các bạn sẽ có kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. À, đây là một cái điều mà Hoa cảm thấy rất vui vì trong thời gian qua có rất là nhiều bạn không học dược. Các anh chị nhá, họ không học dược một tí nào luôn. Họ học ngành nghề khác, ví dụ như là bên ngân hàng, bên tài chính, ở bên kế toán, bên giáo viên. Họ cũng đều đăng ký một khóa học của công ty Bảo Minh trong thời điểm mà đang rảnh rỗi như thế này á. Bởi vì các công việc khác như là kế toán này, giáo viên này, thậm chí là bên tài chính ngân hàng thì nó cũng bị bão hòa, xong rồi lại bị ảnh hưởng kinh tế thị trường. Cho nên là cũng có một số người không chịu được áp lực và phải nghỉ. Rồi là có những người thì lại là gì, không có công ăn việc làm nữa. Cho nên là họ đã tìm hiểu và họ đã biết đến Bảo Minh. Rồi sau đó là họ đăng ký một cái khóa học trọn vẹn của Bảo Minh để hiểu về thuốc và thực phẩm chức năng, cũng như là có kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho gia đình mình. Như vậy các anh chị và các bạn có ăn học đàng hoàng nào, 3 năm là 1, 2 năm nữa, 5 năm tất cả các anh chị và các bạn học dược, thì các anh chị lại càng phải có kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình chưa ạ? Đúng không ạ? Cho nên đấy là cái ưu điểm, và các anh chị hãy nhớ rằng mình không chăm sóc được cho người ngoài nhưng mình có thể chăm sóc được cho gia đình của mình. Và tối thiểu mình phải chăm sóc được cho gia đình của mình, sau đó chúng ta mới chăm sóc được cho người ngoài, đúng không ạ? Đó, cho nên là Hoa rất là may mắn vì từ khi sinh ra cái bạn nhỏ nhà Hoa đấy ạ, thì cái việc mà bạn phải đi viện nó rất là ít trong cái việc là các cái bệnh phát sinh như là ho, hắt hơi, sổ mũi, cảm cúm họng, rồi thanh quản, phổi, viết các thứ đấy ạ. Thì bạn đấy trộm vía rất là không sao nha các bạn nhé, không phải tự nhiên không sao. Có những cái thời điểm Hoa đã rất là lì bởi vì mình có kiến thức cho nên là mình lì. Mình không có vội vàng, mình chạy ra nhà thuốc, quầy thuốc gì đó để mình mua thuốc, mua cái nọ, mua cái kia để điều trị. Thì đấy, làm cho bạn ấy có cái sức đề kháng tốt hơn. Vì quan trọng nhất là sức đề kháng của bạn ấy phải tốt, thì bạn ấy sẽ đề kháng được với các vi khuẩn virus. Vậy làm thế nào để bạn ấy có được một cái sức đề kháng tốt? Thì có bạn nào muốn nghe không ạ? Hoa không muốn lan man quá dài về cái việc là tập trung vào chuyên môn của mình, để tránh một số các anh chị lại bảo vào tập trung nội dung chính đi. Thì Hoa đang muốn hỏi các bạn có muốn biết làm thế nào để có thể là giúp cho con của mình hay chính bản thân mình tăng được cái sức đề kháng mà chúng ta không cần phải dùng đến thuốc nhiều không ạ? Nhớ, xem các anh chị có mong muốn hay không, chứ còn nếu không mong muốn thì thôi. Bởi vì trao cái cho các anh chị cần thì mới cần, mới lại là có giá trị. Chứ còn nếu mà trao cho các anh chị cái, các anh chị mà không cần, không có giá trị thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoa sẽ lại là bị tổn thương thanh quản của mình thôi, lại mất năng lượng của mình thôi, lại thiếu máu lên não thôi. Vì nói nhiều quá, máu không kịp lưu thông.
Các anh chị có hiểu được không ạ? Khi mà hoa nói với một cái tốc độ rất là nhanh như này á, thì hầu như là hoa không hít được kịp oxy vào trong cơ thể của mình để nó đẩy được lên trên não. Cho nên là nó thường xuyên bị thiếu máu lên não. Và mỗi một lần ngồi nói chuyện với các anh chị xong là bắt đầu hoa mệt phờ luôn, ngồi ngửa ra mà hít thở luôn ấy ạ. Nên đấy là cái giá trị mà hoa đang dành cho các anh chị. Và nếu các anh chị không cảm nhận được thì bản thân hoa sẽ cảm thấy khá là buồn. Đấy, như buổi sáng hôm qua sau khi mà nói chuyện với các anh chị xong á, là bắt đầu ngồi phờ ra mệt thở. Là bởi vì hoa đang dành hết, dồn hết tất cả tâm huyết và năng lượng dành cho các anh chị rồi. Đó, cho nên là hoa cũng đã rất là cảm ơn các anh chị có những cái feedback hoặc là những cái phản hồi, hay là có những cái comment, bình luận, tin nhắn rất là tích cực ở dưới. Có bạn rất đáng yêu: chị ơi, em muốn kiếm được nhiều tiền như chị. Nhiều là bao nhiêu? Các bạn có biết hoa kiếm được bao nhiêu tiền không ạ? Mà bảo rằng là em muốn được nhiều tiền như chị. Nào, các bạn có định hình được rằng là nhiều là bao nhiêu không ạ? Ví dụ như bản thân hoa, hoa rất là rõ ràng cụ thể về con số của mình. Hoa muốn mình có là gì ạ? 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu cơ. Đấy, tức là trong vòng một tháng mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền như vậy á. Đấy là mong muốn, gọi là nhiều. Nhiều thì nó phải có số cố định, đúng không? Nhiều là bao nhiêu? Có những các bạn đang ở cái ngưỡng đó là các bạn chỉ có 10 triệu thôi. Thế bây giờ các bạn thấy rằng là 30 triệu cũng là nhiều. Thì đấy là cái mong muốn của các bạn. Thì các bạn nên cụ thể hóa rõ ra về con số của mình. Đấy, thì chúng ta có mục tiêu thì chúng ta tiến tới được, đúng không ạ? Ngày xưa khi mới mở nhà thuốc các bạn nhá, mới lấy quầy thuốc ấy ạ, hoa chỉ mong muốn mình có 15 triệu một tháng thôi. Các bạn nhá, đầu tiên xin lỗi, 15 triệu là sau này rồi. Đầu tiên hoa chỉ mong muốn mình có được 6 triệu một tháng để lo được cho mình và cho con của mình thôi đã. Vì cái mức nhu cầu tiêu dùng thì 6 triệu là thoải mái chưa ạ các bạn? Nào, bao nhiêu bạn thấy rằng 6 triệu cho việc tiêu dùng cá nhân cho con của mình là thoải mái rồi thì comment ạ. Đấy, thì cái ngày xưa khi mà chưa có đi làm gì, đang là nuôi con, thì bắt đầu hoa chỉ mong muốn là mình có một công việc đủ 6 triệu là may mắn rồi. Thế mà khi lấy nhà thuốc rồi ạ, lấy quầy thuốc rồi thì bắt đầu là mình đạt được cái con số 6 triệu rồi. Thì mình mong muốn nó là lên 10 triệu. Và khi đạt được 10 triệu rồi thì hoa lại mong muốn là mình 15 triệu. Sau đó là có được 15 triệu rồi mình lại mong muốn lên là gì đấy ạ, 20 triệu. Và đến bây giờ thì thực sự là con số đấy nó nhiều hơn rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải có con số cụ thể hóa ra nhá. Đừng có mong muốn là em muốn được nhiều tiền, vậy muốn là bao nhiêu. Thì cái bài này nó lại là thuộc về tư duy. Và các bạn sẽ phải lên phải học một cái nội dung, đó là cụ thể hóa các con số, đúng không? Kinh doanh hay là làm mục tiêu thì chúng ta cần phải có cái sự cụ thể hóa nhá. Nên đấy, cứ mỗi một lần các bạn comment, hoa sẽ có những cái câu nói dành tặng cho các bạn, được không ạ? Rồi, có bạn ngưỡng mộ chị nói hay. Có bạn nói rằng là chị Hoa dùng mỹ phẩm gì ạ? Hoa thì chả biết mình dùng cái gì nữa. Rất là xin lỗi các bạn vì cái mảng làm đẹp là Hoa không dành. Thứ nhất là mỹ phẩm Hoa không quan tâm. Nhân viên, học viên, các bạn tặng cái gì thì mình dùng cái đấy. Thế đôi khi là khi thì dùng vitamin E, khi thì dùng cái lọ gì đấy. Đấy, dùng mà còn không nhớ luôn. Các bạn nhân viên hôm sinh nhật các bạn tặng đấy ạ. Tặng từ năm ngoái đến năm nay, tặng cái kem chống nắng này là từ năm ngoái năm nay chưa dùng đến. Vì Hoa rất ít khi dùng đến mỹ phẩm. Các bạn ạ, không dùng đến mỹ phẩm đâu. Kem chống nắng hay là kem bôi mặt là không. Thì chỉ mỗi ban đêm là Hoa bôi cái vitamin E để cho nó đỡ bị khô da thôi. Còn đâu là không dùng gì cả. Trang điểm như ngày hôm nay Hoa đứng trước các bạn, Hoa cũng chỉ thêm một tí son vào thôi ạ. Chứ không mày mặt hay cái gì hết. Đấy, nhưng mà đấy là qua camera nó làm cho mình sáng ra như vậy thôi. Còn thực tế bên ngoài thì da Hoa không được sáng như vậy. Các bạn nhớ, Hoa mong rằng là thời gian tới đây mà các bạn đến nhà thuốc thì chúng ta sẽ được gặp nhau. Đó, giống như hôm trước anh lớp trưởng nói là hôm nay mà đến nhà thuốc thì sẽ vui lắm đây, phải không ạ? Mong muốn rằng là sẽ được gặp các bạn đầy đủ ở nhà thuốc thông qua cái thời gian thực tập ở tại công ty. Các bạn hãy cầu trời khấn Phật cho dịch nó được đẩy lùi nhanh để chúng ta còn có tập trung với nhau, đúng không nào? Rồi. Có anh chị hỏi là bây giờ cô Hoa được mấy trăm triệu. Cái này thì Hoa chưa đạt đến cái tầm đó các anh chị và các bạn nhé. Rồi, thì đấy là cái mà muốn chia sẻ với các bạn. Đó là chúng ta cần phải có kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho gia đình mình nhá. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ mở nhà thuốc hoặc là bán thuốc ở bất kỳ nơi nào mà mình sinh sống. Ví dụ như là chúng ta lấy chồng sinh con về đâu đó thì chúng ta lại là mở được nhà thuốc ở tại gia đình nhà chồng hoặc là khu vực của mình. Chứ bây giờ cũng có rất là nhiều các anh chị và các bạn đang làm việc ở một công ty nào đó, ví dụ từ miền Bắc đi, xong bắt đầu lấy chồng ra miền Nam đi, thì tự nhiên lúc đấy là chúng ta phải thay đổi rất là nhiều, và để có thể chủ động được công việc của mình thì nó sẽ rất là khó khăn, đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta có bằng rồi, có chuyên môn, có kiến thức rồi, chúng ta có thể mở ở đâu cũng được, mở tại nhà là càng tốt các bạn nhé.
Nên là những ai ở đây mà đang kinh doanh tại nhà thì xin chúc mừng các anh chị và các bạn, vì đấy là cái điều tuyệt vời, chúng ta không phải thuê mặt bằng, chúng ta không phải là đi sớm đi muộn nữa, mà là thích mở lúc nào thì mở, thích đóng lúc nào thì đóng, đúng không ạ? Rồi cái ưu điểm tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có thời gian để chăm sóc và gần gũi con cái của mình, gia đình của mình hơn, đúng không ạ? Đó là những khi các anh chị mở tại nhà. Cho nên rất nhiều các bạn học viên của Bảo Minh là chủ quầy thuốc đấy ạ. Họ đăng ký khóa học của Bảo Minh thì họ là kinh doanh tại nhà luôn. Thế là họ vừa học vừa bán hàng. Và nhưng lúc mà không có khách hàng đấy ạ, thì họ lại là gần con cái của mình. Rồi sau đó là dạy bảo hay là chia sẻ hay là chăm sóc hay là tâm sự với con của mình nhiều hơn. Chứ nếu các anh chị và các bạn đi làm ở nhà nước ấy ạ, thì đôi khi là chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để dành cho con cái của mình, vì chúng ta bị phụ thuộc vào môi trường nhà nước hoặc là công ty nào đó, đúng không ạ? Cho nên bản thân Hoa nhìn thấy nhá, ở Bảo Minh có một cô bé học viên, trước đây là sinh viên, sau đó là ở lại làm việc, làm nhân viên. Sau đó là bạn ấy đã thay Hoa một số những cái nội dung giảng dạy ở công ty rồi. Và bạn ấy bây giờ đã có một nhà thuốc riêng cho mình rồi, và cũng là có chồng và có con. Thế là bạn ấy kinh doanh tại nhà luôn, có thời gian vừa bế con như thế này, vừa có thời gian là để kiếm tiền đồng ra đồng vào. Cho nên thực sự cảm thấy may mắn khi mà chúng ta theo ngành dược, nếu các bạn theo lĩnh vực kinh doanh nhá. Còn nếu mà các bạn theo lĩnh vực khác thì Hoa không nói. Hoa nhìn thấy cái câu chuyện thực tế nhất, đó là bạn nhân viên cũ của Hoa bây giờ vẫn đang là chi nhánh, là giảng viên chi nhánh của công ty rồi. Thì các bạn có biết bạn này bạn sinh năm bao nhiêu không ạ? Trẻ vô cùng trẻ luôn, nhưng cực kỳ giỏi. Các bạn nhớ, bạn ấy đến với Bảo Minh khi còn đang là sinh viên năm 3 của một trường cao đẳng thôi, chứ không phải là đại học giống như các anh chị ở đây đâu. Nhờ, bạn ấy là sinh viên đến với Bảo Minh khi là năm cuối của trường cao đẳng Dược Hà Nội. Sau đó là bạn ấy học một khóa học của Bảo Minh xong, thì bạn ấy đã xin ở lại để làm việc tại Bảo Minh, và bạn ấy cống hiến cho Bảo Minh 3 năm trời. Các bạn nhé, vừa làm đầu tiên là nhân viên này, sau đó là trợ giảng này, sau đó là lên giảng viên này, đấy. Và khi mà bạn ấy hết hợp đồng cùng với Bảo Minh rồi, thì bắt đầu là bạn ấy có người yêu, thì sau đó là bạn ấy có con, đấy, thì bạn ấy cưới chồng xong, thì bắt đầu bạn ấy set up cho mình một cái nhà thuốc luôn. Các bạn nhé, thì bây giờ bạn ấy đang ở tại nhà thuốc mà bạn ấy thuê, thì bạn ấy vừa mới sinh xong chắc tầm độ 2 tháng, được 2 tháng. Thế các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn có một nhà thuốc rồi, mà chúng ta lấy chồng, chúng ta sinh con, rồi sau đó chúng ta tự ở nhà, chúng ta vừa chăm con và chúng ta vừa bán hàng, như vậy chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Vừa làm được tròn trách nhiệm của người phụ nữ, đó là sinh con để nối dõi cho tổ tiên, rồi là dòng họ bên nhà chồng, đúng không ạ? Và đồng thời các bạn cũng lại là có thu nhập của chính mình, mà không phải phụ thuộc và ăn bám vào chồng của mình ạ. Nào, bao nhiêu chị em phụ nữ ở đây thấy rằng là cái thời gian mình sinh con đẻ cái là cái thời điểm mình không làm được cái gì, và mình phải ngửa tay xin chồng tiền mỗi lần mua bỉm, mua sữa cho con, thì các anh chị hãy comment ạ. Để các anh chị ở đây thấy rằng là mình lựa chọn ngành dược thì nó có đúng là như những gì Hoa nói không? Hoặc là các bạn mà chưa đi bán thuốc, đang là sinh viên, rồi là đang là nhân viên, thì các bạn có thấy rằng mình có cần là theo đuổi nghề hay không, kiên trì với nghề hay không? Đúng không ạ? Cho nên đấy là cái câu chuyện mà là nhân viên và các bạn ấy đã học ở Bảo Minh, làm việc ở Bảo Minh xong và ra tức là hết hợp đồng ở với Bảo Minh rồi á, thì đã mở cho mình một cái nhà thuốc thôi luôn. Sau đó là đẻ con, thế là chỉ cần kiêng cữ có bao nhiêu ạ? Một tuần thôi, vì bán đẻ thường. Kiêng cữ có một tuần thôi, thế là sau đó vẫn bán hàng được. Vì ở bên trong thì một cái phòng của gia đình, ở bên ngoài là cửa hàng. Thế là cứ có khách vào thì lại là chạy ra, có khách vào thì lại chạy ra. Tất nhiên là nó vất vả hơn một chút so với những người chỉ việc ăn mà nuôi con, đúng không ạ? Nhưng mà cái giá trị của cái sự vất vả đấy là gì? Đó là chủ động được về tài chính của mình, đó là khẳng định được cái giá trị của bản thân mình, đó là không cho gia đình thấy rằng mình đang ăn bám, đúng không nào? Cho nên đây là một cái điều vô hình tuyệt vời các bạn nhé, vô hình tuyệt vời mà các bạn dược sĩ mà chưa có nhà thuốc thì nên cân nhắc nhé. Và không biết các bạn có theo hay không, có kinh doanh hay không, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn là một trong những cái ngành nghề giúp cho các bạn có được công ăn việc làm khi mà chúng ta đang là đẻ con. Đấy là cái đầu tiên. Rồi thậm chí là gì ạ? Có những cái thời điểm kinh tế khó khăn ấy ạ, thì người ta vẫn có thể chủ động được cái vấn đề thu nhập của người ta, đúng không ạ? Có rất nhiều các anh chị và các bạn bây giờ còn không có công ăn việc làm cơ. Đấy, nhưng mà các bạn hãy nhớ giúp Hoa rằng là trong nguy thì có cơ, đúng không ạ? Cho nên là có rất nhiều các anh chị và các bạn đang theo ngành dược ở đây, đang theo cái lĩnh vực kinh doanh dược phẩm ở đây, hãy thấy rằng mình còn may mắn khi có công việc để mà làm. Các bạn hình dung không ạ? Và hãy thấy may mắn khi mà mình vẫn còn đang là gì ạ? Có giá trị với cộng đồng nhá.
Và cái ưu điểm tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tăng cái khả năng giao tiếp và khả năng tư vấn của mình. Nào các anh chị có thấy rằng là với cái việc bán hàng, chúng ta sẽ phải rèn luyện khả năng giao tiếp, chúng ta sẽ phải nâng cao khả năng tư vấn bán hàng của mình thì chúng ta mới có được nhiều hàng không ạ? À, có được nhiều tiền không ạ? Đó, cho nên là dù các bạn là ai, các bạn có muốn bán hàng đi hay không đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải là giao tiếp và tư vấn. Đấy, cho nên nhiều bạn đến với Bảo Minh nói rằng là em không có khả năng giao tiếp, em không biết tư vấn. Ô, thế có ai sinh ra đã biết luôn đâu hả các bạn? Tất cả chúng ta đều phải học mà. Ngày hôm nay Hoa ngồi đây trước với lại các anh chị và các bạn, Hoa cũng đâu phải là người có khả năng, có tố chất để nói được như thế này đâu. Hoa cũng đã phải rèn luyện rồi là khổ luyện chứ không phải rèn luyện luôn ạ. Các bạn không biết được ngày xưa Hoa đi học những cái khóa học mà giúp cho mình tăng khả năng giao tiếp như thế nào đâu ạ. Những cái bài tập của mình đó là về đứng trước gương, sau đó là tập nói, tập thuyết trình, tập giới thiệu về bản thân mình. Đấy, cho nên cái lời sườn mà Hoa cho các bạn nói là phải giới thiệu về bản thân mình đấy ạ. Là để cho các bạn làm quen với cái việc là mình giới thiệu về bản thân mình cho nó lưu loát đi nhá. Thì chúng ta sẽ phải học cái khả năng giao tiếp. Đấy, thì các bạn muốn học cái này, đứng trước gương cứ nói đi nói lại nhiều lần đi. Ơ, xin chào tất cả các bạn, tôi tên là gì đó, tôi đang làm cái gì đó. Và cái hôm nay tôi rất là vui vì được chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái nội dung nào đó. Thế thôi, đơn giản vậy thôi, nói nhiều lần là thành quen rồi. Với hai nữa là các anh chị đang đi bán hàng rồi thì cứ tiếp xúc với khách hàng nhiều vào, nói nhiều vào. Nghề của chúng ta là nói mà, đúng chưa? Cho nên là chúng ta sẽ tăng được cái khả năng giao tiếp. Vì thế nên là các dược sĩ, đấy, Hoa thấy một số các anh chị rất là tự tin khi mà quay video clip cho Hoa đấy ạ. Các anh chị mà quay cái nội dung thay vì bài tập của Bảo Minh mà bằng cái nội dung liên quan đến giá trị cho cộng đồng. Ví dụ như là nói về thuốc này, nói về thực phẩm chức năng này, nói về làm đẹp này thì tuyệt vời luôn nhớ. Nên đấy là cái ưu điểm tiếp theo trong ngành dược của chúng ta. Rồi, cái nữa là chúng ta sẽ mở rộng được mối quan hệ. Nào, trong lĩnh vực bán hàng của chúng ta thì các anh chị có thấy rằng là chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều các khách hàng và bệnh nhân hàng ngày không ạ? Nhá, thì trong cái đối tượng khách hàng của chúng ta nó sẽ có những người ở tầm thấp, ở tầm cao, ở tầm trung. Đấy, thì nếu các anh chị và các bạn làm quen được, mở rộng được mối quan hệ của mình thì rồi các anh chị sẽ có những cái mối quan hệ rất là chất lượng. Hãy nhớ rằng mối quan hệ nó là một trong những cái để giúp chúng ta phát triển được, đúng không ạ? Như các câu ông cha ta nói rồi, sang giàu vì bạn, sang vì vợ, phải không các anh chị? Giàu vì bạn, cho nên là chúng ta có nhiều mối quan hệ thì chúng ta sẽ có nhiều tiền. Đấy, quan hệ tạo ra tiền tệ. Nào, bao nhiêu các anh chị thấy rằng là chúng ta phải có mở rộng mối quan hệ của mình ra. Cho nên nếu mà bán hàng, các anh chị hãy cố gắng lưu giữ lại những cái thông tin của khách hàng, sau đó là làm quen với họ, nói chuyện với họ thật nhiều để cho ra được nhiều những cái mối quan hệ chất lượng của mình nhé các bạn nhé. Vì sao ạ? Vì những cái mối quan hệ nó sẽ giúp cho các anh chị rất nhiều. Những mối quan hệ nó sẽ phải nói rằng là tạo ra được rất là nhiều những cái giá trị cho các anh chị luôn. Cho nên là đến ngày hôm nay thì Hoa vẫn thực sự hiểu được một điều, quan hệ nó rất là quan trọng. Đấy, rất là quan trọng các bạn nhé. Hoa không nói sâu về cái vấn đề này vì có những bạn chưa đi bán hàng hay là thấy rằng nó không cần thiết với mình ạ. Nhưng mà hãy chỉ cần nhớ giúp cho Hoa là quan hệ tạo ra tiền tệ. Đấy, muốn có nhiều tiền tệ thì phải có được nhiều mối quan hệ. Mối quan hệ chất lượng của các bạn nhiều thì có nghĩa là các bạn đã giao tiếp với rất nhiều người thì chúng ta mới chọn lọc ra được những là mối quan hệ tốt, đúng không ạ? Nên là các anh chị đến với Hoa cũng như vậy. Các anh chị có gần gũi Hoa hay không, nói chuyện với Hoa nhiều hay không, có tạo ra mối quan hệ cùng với Hoa hay không, để rồi chúng ta sau này có thể tương tác được gì với nhau hay không, thì đấy là mối quan hệ chúng ta có thể tạo dựng ra được, đúng không ạ? Rồi, để rèn luyện, để tự tin là cả một quá trình rèn luyện, đúng rồi các bạn ạ. Ngày xưa Hoa nhát cực kỳ luôn, Hoa phải nói rằng đóng mình lắm, Hoa không mở được mình như bây giờ đâu. Đấy, và ngày xưa nhát đến mức mà trong một cái team có khoảng tầm độ 5 bạn ấy, một cái nhóm có 5 bạn. Thế sau đó là mọi người bảo rằng là các bạn hãy giới thiệu về mình để mọi người cùng làm quen với nhau. Thế là những người kia bắt đầu họ giới thiệu thì gần đến mình là thôi sợ, run, không biết nói gì. Thế là chạy đi ra ngoài giả vờ đi vệ sinh, thế xong rồi đi vệ sinh là đi luôn. Gọi là không dám quay lại nữa bởi vì không biết nói gì. Các bạn ạ, sợ đến mức độ vậy cơ, nhát đến mức độ thế cơ. Đấy, cho nên nếu bạn nào mà đã được xem video clip giới thiệu về Hoa rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái xuất phát điểm của Hoa là thấp như thế nào. Hoa không được ăn học đầy đủ như các anh chị ở đây đâu. Hoa không có được may mắn, có được điều kiện giống như các anh chị ở đây đâu. Hoa sinh ra tại một cái vùng quê rất là nghèo ở trên là bằng Tạ Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội đấy ạ. Nhưng vẫn có đang là xóm, thôn, đúng không ạ? Chứ đâu phải là ở thành phố giống như các anh chị ở đây đâu. Đấy, bây giờ hiện tại Hoa cũng đang ở quê của mình chứ không phải là ở thành phố ở đâu đâu ạ.
trốn dịch các bạn. Trốn dịch nên về quê. Đấy, cho nên là bản thân Hoa có một cái xuất phát điểm nó rất là thấp, nhưng mà nhờ quá trình rèn luyện, nhờ quá trình học hỏi, đúc rút từ những cái nhỏ nhất, từ những người giỏi hơn mình, từ những người không giỏi bằng mình. Đấy, từ học viên, từ nhân viên, rồi từ những anh chị là đến học ở Bảo Minh. Vì Bảo Minh có nhiều bạn làm chủ quầy thuốc học lắm, nên Hoa cũng được học lại từ các anh chị mà. Nên không bao giờ Hoa nghĩ rằng mình là ai, để rồi các bạn đến đây là chỉ là học tạo thôi. Các bạn nhá, người ta nói rằng là biển vĩ đại hơn sông hơn suối. Bởi vì biển thấp hơn sông hơn suối. Cho nên ở đây có rất nhiều các anh chị, Hoa xin lỗi, có thể các anh chị không bằng Hoa ở tại thời điểm này. Đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị hơn Hoa ở tại thời điểm này. Nhưng dù các anh chị là ai đi chăng nữa, Hoa vẫn luôn mong muốn mình được học hỏi các anh chị và các bạn. Và để học hỏi được các anh chị và các bạn thì Hoa lại phải là gì ạ? Trở về con số 0, trở về một cốc nước rỗng để có thể gần gũi được với các anh chị và được học hỏi thêm ở các anh chị nữa. Nên hãy nhớ giúp Hoa, biển vĩ đại hơn sông hơn suối. Bởi vì biển thấp hơn sông hơn suối. Ngày hôm nay các anh chị vẫn đang nghĩ mình đang là một ông to bà lớn nào đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ hạ mình xuống để học một ai đó, đúng không ạ? Cho nên ở đây cũng có rất nhiều các anh chị thành đạt rồi, trưởng thành rồi, có gia đình, gọi là có điều kiện đấy ạ, đầy đủ hơn Hoa rồi, có nhà, có xe, có tài sản rất là lớn rồi. Và các anh chị nghĩ rằng là ôi, con bé đấy nó ít tuổi hơn mình, nó vắt mũi chưa sạch ấy mà. Thì các anh chị sẽ chẳng bao giờ muốn vào học cùng với Bảo Minh đâu, có không ạ? Cho nên đấy, người ta nói rằng người càng thành công, người càng giàu có ấy ạ, thì người ta lại càng muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Còn những người mà đã thành công giàu có rồi thì người ta sẽ là gì đấy ạ? Có cái điểm gọi là điểm dừng nhất định của họ, có nghĩa là họ đã mệt với cái việc là phát triển bản thân rồi, cho nên là họ muốn dừng lại thôi. Còn những người ta mong muốn phát triển bản thân mình hơn nữa thì người ta sẽ lại tiếp tục học hỏi hơn nữa, đúng không ạ? Nên các anh chị và các bạn hãy nhớ giúp Hoa câu nói mà Hoa vừa mới trao gửi đấy ạ. Biển vĩ đại hơn sông hơn suối. Bởi vì biển thấp hơn sông hơn suối. Cho nên tất cả những con sông con suối dù có cao đến mấy thì cuối cùng vẫn cứ chảy về biển hết, đúng không ạ? Và lý do là bởi vì biển thấp hơn sông hơn suối. Các bạn nhớ nhá. Và có một câu nói nữa mà Hoa cũng rất thích, đó là lúa càng chín thì càng cúi đầu. Càng những người ta có tầm thì người ta lại càng tĩnh lặng hơn, đúng không ạ? Nên là đấy là một số những câu nói mà Hoa mong muốn rằng chúng ta sẽ cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Để thay đổi cái tư duy là mình là ai thì mình cũng vẫn nên trở về tâm thái con số 0 để học hỏi một điều gì đó. Được không hả các anh chị và các bạn? Rồi, Hoa thấy có bạn nhắn tin dám mà gặp dược sĩ Hoa sớm hơn, mình quyết định lấy ông chồng có nhà mặt phố đỡ phải thuê. À, cái tư duy này thì Hoa lại rất là xin lỗi các anh chị, Hoa không đồng quan điểm đâu nha. Có thể các anh chị đang trêu, đúng không ạ? Và trêu chắc luôn rồi. Vì chẳng ai nói rằng là giá nhà mà giá như nữa. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái mà Hoa muốn chia sẻ với các anh chị rằng là đừng chờ đợi vào người khác, hãy tự mình làm đi. Đấy là tư duy của những người, người ta có một cái tầm nhìn lớn hơn. Chúng ta đừng phụ thuộc vào chồng, đừng phụ thuộc vào con, đừng phụ thuộc vào ai đó. Nếu như chúng ta may mắn có được ông chồng có sẵn mặt phố rồi thì xin chúc mừng anh chị, vì đấy là cái lộc, cái phúc anh chị đã tu để rồi được hưởng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta không may mắn được điều đấy thì thôi, tự mình mua thôi, tự mình làm thôi, có không ạ? Các anh chị có biết không ạ, trong suốt 6 năm kinh doanh với lĩnh vực dược phẩm này thì Hoa đã có thể tự làm được cho mình những cái điều mà rất nhiều người phụ nữ khác không làm được. Các bạn nhớ, nên câu chuyện mà Hoa có cái video clip đấy ạ, thì bao nhiêu bạn đã xem video clip rồi thì hãy comment điểm danh giúp Hoa, để buổi sau Hoa sẽ mở cho các anh chị và các bạn nghe cái video clip giới thiệu về Hoa để các anh chị biết Hoa như thế nào. Đó, thứ nhất là sinh ra trong một gia đình cực kỳ nghèo trên một vùng quê, bố một nơi, mẹ một nẻo. Đấy, bố Hoa hai vợ, mẹ Hoa hai chồng. Rồi là Hoa sống với mẹ từ nhỏ luôn. Đó. Không được ăn học đàng hoàng. Vì ngày xưa ấy, ở cái năm 84, 85 về trước thì sau đó là lớn dần lên thì làm gì có cái điều kiện giống như những người khác đâu ạ. Mà quê mình thì nghèo. Bây giờ vẫn còn nghèo cơ. Quê Hoa vẫn còn đang rất là nghèo. Đấy. Thế thì Hoa mới có cái xuất phát điểm nó không được tốt. Và cuối cùng là mình đã bò lên từ hai bàn tay trắng. Đầu tiên là Hoa không được học đến hết lớp 9, tức là Hoa chỉ học hết lớp 9 thôi. Sau đó là nghỉ, đi bưng bê rửa bát, đi làm thuê. Đấy, sau đó là vào miền Nam đi may, đi thêu. Xong bắt đầu là ra Hà Nội, bắt đầu mới đi học bổ túc nha các bạn nhá. Nên là đừng nghĩ rằng Hoa giỏi giang về cái việc bằng cấp ở đây. Và rất xin lỗi các anh chị và các bạn ở đây có những bằng cấp cao hơn Hoa. Và rất xin lỗi các anh chị và các bạn nếu thấy rằng là cái bằng cấp của Hoa không đủ trình để chia sẻ với các anh chị. Thì các anh chị cũng có thể thoát ra được ạ.
Vì Hoa không giấu những cái điểm xuất phát của mình. Hoa không giấu những điểm xuất phát của mình, đó là bằng cấp của mình sẽ không được bằng ai hết. Đấy, Hoa học xong lớp 9 phải nghỉ, rồi đi làm thuê, sau đó là quay trở lại học bổ túc. Thì cái việc các bạn học bổ túc nó cũng theo kiểu đánh trống ghi tên đấy mà. Cho nên là giấu dốt thì không giấu. Hoa chia sẻ thật với các bạn, đó là cái con đường học tập của Hoa như thế. Sau đó mới là học lên sơ cấp quân y, rồi lên trung cấp là Phú Thọ, rồi mới lên là cao đẳng dược Phú Thọ, cao đẳng dược Hà Nội. Đấy. Thì sau đó là các bạn đang học đại học thì cuối cùng lại phải dừng vì cái trường đấy nó không được phép đào tạo nữa. Cho nên để mà nói cuối cùng Hoa vẫn chưa có bằng được bằng các anh chị đâu ạ. Đang đi học được là gì đấy, hai kỳ rồi. Thế cuối cùng là thôi, nó bị thanh tra, rồi là bị cắt thể loại luôn, thế là dừng. Nên là rất xin lỗi các anh chị ở đây. Nếu ai nghĩ là Hoa không đủ bằng cấp để nói chuyện với các anh chị và các bạn thì cũng xin mời các anh chị ra khỏi nhóm để tránh mất thời gian của các anh chị thôi. Chứ không ảnh hưởng gì đến Hoa hết nhá. Hoa chỉ quan tâm đến những ai mà muốn nhìn thấy cái lộ trình phát triển của Hoa như nào và cái điểm xuất phát của Hoa như thế mà Hoa làm được. Thì các anh chị ở đây giỏi hơn Hoa, có điểm xuất phát tốt hơn Hoa. Đấy, thì các anh chị sẽ phải làm được tốt hơn Hoa nữa, đúng không ạ? Thế rồi sau đó là Hoa bắt đầu quay trở lại với ngành dược. Và trong 6 năm phát triển thì Hoa đã tự mua được đất ở trên quê. Đấy, tự xây được căn nhà ở quê và bây giờ Hoa đang ở trên cái căn nhà đầu tiên của mình xây đấy ạ, năm 2020. Các bạn nhớ, trước đó Hoa vẫn đang ở thuê trong một cái gia đình và một cái nhà trọ nó rất là bé. Ôi dồi ôi, bé như kiểu một cái ổ chuột luôn đấy ạ. Đấy. Thế thì đến năm 2020 thì Hoa mới bắt đầu là xây dựng được cuối 19, đầu 20. Thì là Hoa đã về được cái nhà này trước Tết các bạn nhá. Thì là Tết năm 2020 là Hoa được về nhà này rồi. Đấy, thì chỉ sau một năm nữa thôi, đó là năm ngoái thì Hoa đã mua thêm được một căn nhà nữa ở Hà Nội. Đấy, khu vực Tây Tự, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đấy ạ. Nào, thì đấy là cái con đường phát triển, là các bạn thấy được rằng với một người phụ nữ không có một chỗ dựa nào hết, bên chồng không có, bên anh chị em không có, gia đình bố mẹ đã mất hết rồi, tự thân vận động, tự thân làm lo hết tất cả mọi cái. Thì các bạn có thấy rằng là chúng ta nên tự làm không ạ? Chúng ta không phụ thuộc vào ai hết. Nếu may mắn thì có được ông chồng là như các anh chị mong muốn, nhưng mà nếu không may mắn thì làm thôi. Bản thân Hoa cũng không may mắn vì không có được những cái điều đấy mà. Cho nên là Hoa mới là phải cố gắng nỗ lực làm việc cày ngày cày đêm, học hỏi phát triển. Đấy, tâm huyết với nghề. Để rồi sau đó là chỉ sau có 2 năm, 3 năm trở lại đây thì Hoa đã có những cái thành quả vô cùng tuyệt vời. Các bạn nhớ, có nhà, có xe, có tài sản, có công ty, đấy, có công ăn việc làm để mình làm việc. Và mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Cái vô cùng hạnh phúc ở đây đó là quá nhiều các bạn học viên đến với Bảo Minh có những cái phản hồi, có những cái sự thay đổi mạnh mẽ, có những cái động lực vô cùng lớn. Thì đấy là cái giá trị mình trao gửi được cho các bạn. Cho nên muốn có được nhiều tiền thì phải hiến được nhiều tài, các bạn nhớ nhá. Rồi. Đó, rất là cảm ơn một số các anh chị và các bạn động viên. À, rồi là gì đấy ạ? Thế mà bây giờ cô Hoa có nhà mấy tầng cho thuê ở Hà Nội rồi còn gì. Thì đấy là cái con đường phát triển của Hoa các bạn nhé. Đó là những cái mà tự Hoa làm được, không cần nhờ vả ai hết, không có phụ thuộc vào ai hết các bạn nhé. Tự thân vận động, tự mình làm đi. Cho nên nếu có ai đó có suy nghĩ là nếu mà mình tức là giá mà mình được lựa chọn lại á, thì sẽ lấy ông chồng có sẵn thì mình sẽ đỡ vất vả hơn, đúng không nào? Thì cũng không sao hết, đấy là tư duy của một số bạn. Nhưng còn bản thân Hoa thì do tự thân vận động nhiều quá, cho nên là quan điểm của Hoa là không phụ thuộc vào bất kỳ ai hết. Mình cứ nỗ lực, vì dựa vào núi, núi đổ, dựa vào sông, nước chảy, đá mòn, dựa vào người, người bỏ ta đi, chỉ có thể dựa vào duy nhất vào chính mình mà thôi. Đúng không các bạn? Bao nhiêu bạn cảm thấy cái câu nói này nó cực kỳ hay thì hãy điểm danh comment ở phía dưới ạ. Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào sông, nước chảy, đá mòn, dựa vào người, người bỏ ta đi, chỉ có một cách duy nhất, đó là dựa vào chính bản thân mình. Cho nên Hoa đã phải đào tạo rèn luyện cho cậu con trai của Hoa là phải tự lập, phải tự chủ, phải có cái tính kỷ luật cho chính bản thân mình. Cho nên là một cậu bé 7 tuổi bây giờ đã có thể làm hết được mọi việc cá nhân của bạn đấy rồi. Tắm rửa, quét nhà, lau nhà, nấu cơm nha các bạn nhá, cắm cơm đấy ạ. Rồi là đi chợ mua đồ, các bạn ạ, Hoa làm cho các bạn làm hết luôn. Đấy là những cái công việc mà với một đứa trẻ hầu như các bạn vẫn còn đang bảo bọc nó rất là nhiều. Nhưng nếu các bạn theo dõi Facebook của Hoa, các bạn sẽ thấy rằng là bạn nhỏ nhà Hoa như thế nào, rất là tự lập luôn. 6 tuổi các bạn nhá, tự mặc quần áo, tự mở cửa, tự đi học luôn, tự ăn sáng. Hoa chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn ấy ở nhà sẵn rồi. Đấy, có những hôm thì bạn ấy muốn ăn mì tôm thì sáng bạn ấy tự cắm mì tôm, bạn ăn, ăn xong bạn đóng cửa bạn đi học luôn. Các bạn có thấy rằng là đây là một cái điều vô cùng khó làm đối với các bố các mẹ không ạ? Nhưng 6 tuổi con Hoa nhá,
vào lớp 1, kể cả cái thời mẫu giáo luôn, thì may mắn là nhà mình gần trường mẫu giáo thì bạn ấy có thể tự đi được. Thì khi mà vào lớp 1 ấy, ở Hà Nội thì Hoa cũng đã rèn luyện cho bạn ấy cái việc là buổi sáng dậy chủ động mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó là mở cửa, sau đó là đi bộ đến trường đi học. Hoa đào tạo cho bạn ấy 3 lần Hoa đưa bạn ấy đi, rồi sau đó những ngày sau là bạn ấy tự đi học luôn. Nói chung là trường thì cũng không quá xa nhà cho lắm, cách tầm đầu chân dưới một cây, nhưng mà nó cũng qua một cái đoạn đường đường lớn ấy ạ. Thì Hoa đã phải có sự chuẩn bị rất là nhiều thì bạn ấy tự đi học được luôn. Nào, các bạn có thấy rằng đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải rèn luyện cho con của mình, cái sự chủ động, độc lập không ạ? Nhớ. Thì đấy là câu chuyện ngoài lề, Hoa muốn là chia sẻ với các bạn những cái đấy thôi. Đó, nếu anh chị nào cảm thấy nó lan man quá thì rất là xin lỗi, được không ạ? Lần sau các anh, các chị, các bạn cũng không cần phải vào học đâu ạ. Hoa mong muốn là chia sẻ những cái mà mình đã trải qua để các anh chị ai cùng quan điểm với mình, mong muốn được học những cái đấy thì hãy áp dụng nó. Còn nếu không thì thôi, được không ạ? Rồi, Hoa xin phép mời các anh chị uống nước ạ. Rồi, thì đấy là những cái chia sẻ bên ngoài các anh chị và các bạn nhé. Hoa nhận được một số những tin nhắn động viên của anh chị rất là nhiều. Rồi, tiếp theo được không ạ? Chúng ta quay trở lại tiếp theo với nội dung này. Đó là gì? Chúng ta sẽ phải mở rộng mối quan hệ này. Sau đó là chúng ta sẽ thấy rằng cái công việc của mình nó rất là nhẹ nhàng, sạch sẽ và mát mẻ, giống như hôm qua có một bạn quay video đấy ạ. Nói rằng là công việc rất là nhẹ nhàng, đúng không nào? Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mùa hè thì có điều hòa, đúng không ạ? Mùa đông thì ấm áp. Cho nên cái công việc của những người bán hàng trong nhà thuốc ấy, nó rất là nhẹ nhàng, rất là sạch sẽ và mát mẻ. Nên đấy, đấy cũng là một trong những lý do mà cái lương của dược sĩ đôi khi có thể không cao. Nếu các anh chị vào nhà, nếu các anh chị chủ nhà thuốc ở đây đang thuê nhân viên thì có thấy rằng là mình trả lương cho nhân viên như thế thì có xứng đáng hay không ạ? Chứ còn bản thân Hoa thấy rằng là cái lương của dược sĩ thì nó cũng không được cao cho lắm đâu. Thậm chí lương của giảng viên đại học cũng chỉ tầm độ trên dưới 10 triệu một tháng thôi, đúng không ạ? Thì cái lương của bạn nhân sự của Bóng Binh thì cũng chỉ có 7-8 triệu một tháng thôi. Đấy, làm có những thời điểm thì làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, có thời điểm thì làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Đấy, lương 7-8 triệu các bạn nhớ, lương 7-8 triệu. Thế còn những bạn học việc thì Hoa không nói rồi, hỗ trợ 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Thì tùy thời gian làm việc cũng như là tùy cái năng lực của các bạn đấy, được không ạ? Rồi, thì chúng ta đã thấy cái ưu điểm của nghề chưa ạ? Mà bây giờ các bạn trẻ thì lại rất là thích những công việc nhẹ nhàng, mát mẻ, sạch sẽ, đúng không nào? Nhàn nhưng lại đòi hỏi lương cao thì liệu có không hả các bạn? Nhàn nhưng lại đòi hỏi lương cao thì rất là khó nhá. Nên cái gì nó cũng có giá của nó. Nhưng ở đây cái ưu điểm thứ 8 mà Hoa phân tích với các anh chị và các bạn là gì? Là chúng ta sẽ cực kỳ tự hào vì mình là một dược sĩ và có được nhiều người yêu mến cũng như là tin tưởng, và chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được chia sẻ cũng như là để giúp đỡ người bệnh, đúng không các anh chị? Hoa không biết các anh chị chủ nhà thuốc ở đây như thế nào, nhưng thực sự bản thân Hoa mỗi một lần mà giúp được cho ai đó điều gì, kể cả là các anh chị đang ngồi trước mặt Hoa cũng như thế thôi, giúp được cho anh chị cái điều gì đó mà được các anh chị phản hồi cảm ơn, rồi là có những cái cảm nhận trong những buổi học ấy ạ, thì Hoa sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì Hoa là người có chỉ số cảm xúc rất là cao. Các bạn nhớ, Hoa là người có chỉ số cảm xúc cao hơn chỉ số IQ. Đó, chỉ số IQ này, chỉ số EQ này, chỉ số CQ này. Đó là những cái chỉ số rất là cần thiết để chúng ta thành công được, đúng không ạ? Thì thông qua cái bản sinh trắc vân tay, Hoa có làm cho bản thân mình và cho con trai của mình. Thì Hoa thấy rằng cái chỉ số cảm xúc của Hoa, tức là chỉ số EQ đấy ạ, nó cao hơn. Nên là mỗi một lần được anh chị nào đó nói những cái lời cảm ơn, động viên, khích lệ là Hoa cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì đấy là cảm xúc của mình. Đấy, nhưng mà cái chỉ số EQ đấy ạ, tức là cái chỉ số thông minh về các con số ấy ạ, thì nó không cao. Cho nên cũng phải thừa nhận với các anh chị rằng Hoa rất là ngu trong các con số. Ôi dồi ôi, ngày xưa đến bây giờ viết số tiền tỷ còn vất vả cơ. Bây giờ thì không phải như vậy rồi, nhưng ngày xưa mà để mà viết con số tiền tỷ thì không biết là bao nhiêu số. Có không ạ? Có ai mà viết tiền tỷ là không biết viết bao nhiêu số không ạ? Nên đấy là cái mà chúng ta sẽ cảm thấy mình rất là tự hào khi mình là dược sĩ, được mọi người tôn trọng này, được mọi người nhìn nhận và đánh giá ở mình, và chúng ta có thấy rằng là
câu mà mọi người hay nói đó là nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa không ạ? Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa. Cho nên đứng đầu là ngành y, đấy, các bác sĩ. Thứ hai là các dược sĩ, đúng không ạ? Nên chúng ta có thấy may mắn và tự hào hay không? Chúng ta phải kích lên được cái tình yêu trong trái tim của mình đối với nghề của mình. Thì lúc đấy các bạn mới cảm thấy tự hào được. Chúng ta mới trân trọng cái giá trị mà mình có được. Đấy, cho nên là các bạn sẽ phải cố gắng mặc chiếc áo blue của mình khi quay video clip nhá. Anh chị nào mà không có áo thì là không được đâu ạ. Mua ở trên chợ đặt may để làm gì? Để mỗi một lần mình mặc lên chiếc áo blue của mình sẽ cảm thấy nó vô cùng tự hào và hãnh diện. Đúng chưa? Mỗi một lần mà mặc nó Hoa cảm thấy rất là vui. Đấy. Cho nên là các bạn sẽ nhớ, mình phải tự hào vì mình là dược sĩ. Được không ạ? Các bạn không tự hào vì mình là dược sĩ thì còn ai tự hào khi các bạn là dược sĩ đấy? Đúng không? Ai sẽ trân trọng các bạn là dược sĩ đây? Cho nên là đầu tiên mình phải tự hào về những cái gì mà mình lựa chọn trước đã nhớ. Thứ hai, được nhiều người yêu mến và tin tưởng, được chưa? Và mỗi một lần mà chúng ta bán hàng, sau đó chúng ta điều trị cho một ai đó mà người ta quay lại, người ta nói rằng là cô khỏi rồi nhá, cảm ơn con. Hoặc là chị ơi, em cảm ơn chị hết bệnh rồi. Đấy. Rồi là có những cái câu chuyện rằng là chị chỉ mua ở nhà em thôi. Ở gần nhà chị có rất nhiều cái chỗ thuốc bán nhưng mà chị lại cứ phải chạy xuống nhà em cơ. Thì có phải những cái điều đấy làm cho các bạn rất là vui không ạ? Các anh chị có tự hào về điều đấy không? Chứ bản thân Hoa, bây giờ thì Hoa ít đứng cửa hàng bán hàng trực tiếp hơn rồi. Nhưng mà trước khi để bán để không có đứng bán hàng nhiều nữa thì Hoa đã trải qua từ ngày nọ đến tháng kia, từ sáng đến đêm luôn. Các bạn nhá, từ sáng đến đêm để đứng bán hàng để mình mới có kinh nghiệm và kiến thức đấy ạ. Đấy. Thế thì các bạn sẽ phải thấy rằng là mỗi một lần chúng ta bán hàng mà được lời cảm ơn của ai đó hoặc là được ai đó cho mình quà, chỉ đơn giản đó là những cái bắp ngô, có những cái củ khoai mang đến rằng là con ăn đi, đúng không ạ? Rồi là chị cho em này, đấy. Rồi là có những người bảo rằng là em chỉ uống thuốc nhà chị mới khỏi thôi, rồi là chị cắt mát tay lắm, có không ạ? Thì đấy là những cái chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà chúng ta làm nghề, các bạn nhớ. Nên là chúng ta càng giúp đỡ được cho nhiều người, càng tâm huyết được với nghề bao nhiêu, với khách hàng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng một là tích được những cái hạt giống tốt để sau này chúng ta được hưởng. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta chưa làm được cho mọi người biết đến mình, rồi là yêu quý mình, thì có nghĩa là chúng ta chưa thực sự trao được nhiều giá trị cho cộng đồng. Đó. Cho nên đấy là một số những cái ưu điểm của ngành dược. Một số thôi nhá, còn đâu các anh chị như hôm qua các anh chị quay clip đấy ạ, thì Hoa còn thấy có một số những cái ưu điểm khác nữa cơ, nhưng mà không có đủ thời gian để bổ sung nó vào trong buổi học này. Nên đây là những cái nội dung mà Hoa thường xuyên chia sẻ và phân tích với lại các bạn dược sĩ khi đến với Bảo Minh đấy ạ. Đó, để các bạn thấy rằng là cái ngành dược của chúng ta có xứng đáng, có thực sự là như những gì mà Hoa nói hay không, để mà đi theo nó hay không, đúng không? Thì đây là một số những cái mà các anh chị hãy ghi nhớ để xem là khi mình làm trong cái lĩnh vực này mình có thấy rằng mình có được những cái điều này hay không nhá. Thì đối với Hoa thì đây là một số những cái ưu điểm của nghề rồi. Rồi, thì bao nhiêu bạn là muốn biết được là những cái nhược điểm của nghề thì hãy nhắn tin ở phía dưới ạ. Rồi, xin cảm ơn một số các bạn đã nhắn tin. Ngưỡng mộ chị Hoa quá. Đấy, có những bạn thì rất hay và chuẩn. Cô Hoa nói hay quá. Ôi ngưỡng mộ quá, cô gái nghị lực và đảm đang vượt qua tất cả khó khăn gian khổ. Đúng rồi, người ta toàn thành công bởi hoàn cảnh vất vả. Đúng rồi ạ, rất là hay. Bản thân ta làm nên tất cả, có vất vả thì khoai cà mới thành công. Úi dồi ôi, các anh chị có những câu nói rất là hay. Những câu nói này là Hoa phải ghi nhớ đấy ạ, để rồi sau đó lại tiếp tục trao gửi cho các học viên nữa đấy ạ. Và đây là những câu nói của các anh chị và các bạn đúng không? Rồi, xong được một phần về ưu điểm rồi ạ. Rồi, Bùi Viện chứa nhà chồng nuôi chán quá. Trời ơi. Rồi ok các bạn, có sự tín nhiệm, tin tưởng cao cả, cao là một niềm vui lớn của gì cho mỗi người chị nhỉ, vô cùng hạnh phúc đúng rồi. Nên là các bạn hãy tạo ra được nhiều giá trị nhá. Tạo được ra nhiều giá trị thì các bạn sẽ là những người rất là hạnh phúc, được không ạ? Đừng ngại việc cho đi. Chúng ta đừng bao giờ ngại việc cho đi nhiều. Có rất nhiều người bảo rằng là lại kể đến một câu chuyện cô bé học viên của Bảo Minh.
cô bé này nó cũng rất là vất vả, hoàn cảnh khó khăn hay là như nào đó, thì nó kêu giời kêu đất, chị Hoa ơi đời em khổ quá, ôi giời ơi em bao nhiêu lâu nay giúp đỡ người khác, cứ thấy ai khổ là bắt đầu em giúp, thậm chí có những người là em phải đi vay mượn tiền để giúp cho nó, mà bây giờ em đòi hết ngày này tháng này đến ngày khác tháng khác mà nó không trả cho em, chị ơi đời em khổ quá. Ôi giời ơi, bạn ấy nhắn tin cho Hoa mà Hoa thực sự không biết trả lời thế nào nữa. Đấy, thế xong rồi chị ơi chị cứu em đi, chị cho em học khóa của chị đi để em được học hỏi thêm, em thích học khóa của chị lắm nhưng mà bây giờ em không có tiền. Ôi giời ơi, mình cũng không biết nói thế nào nữa. Thế một thời gian sau không thấy Hoa trả lời, thế là bạn ấy đi vay đi mượn hay đi kiếm ở đâu được đó để đăng ký một khóa học của Bảo Minh. Học xong 5 bài bạn bảo rồi ôi sao em không biết đến chị sớm hơn để em được học, em nghe chị nói không biết chán luôn, cứ nghe đi nghe lại suốt. Đấy các bạn ạ, cho nên là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thay đổi cái tư duy đi, đừng kêu khổ nữa, Hoa khổ hơn bất kỳ ai ngồi đây luôn. Nếu các anh chị đồng hành cùng với Hoa lâu hơn nữa, các anh chị sẽ biết Hoa khổ cực như nào, nhưng không bao giờ Hoa kêu đấy là khổ. Hoa coi đấy là động lực của mình, nhớ. Nên là đừng kêu khổ mà nó vận cái khổ vào đời mình luôn đấy ạ. Luật hấp dẫn, nhớ ạ, luật hấp dẫn. Nếu bạn nào muốn học về nội dung luật hấp dẫn không ạ? Ứng dụng luật hấp dẫn trong kinh doanh không ạ? Bạn càng đưa ra những tín hiệu tích cực, bạn càng hút những người tích cực về với mình. Đấy, bạn càng trao được nhiều giá trị sẽ càng có nhiều người có giá trị đến với mình, nhớ ạ. Rồi bây giờ thì Hoa sẽ sang đến cái phần tiếp theo, nhược điểm. Trời ơi, phân tích cái ưu điểm đã mất khối thời gian rồi, thế bây giờ mới lại là sang đến cái nhược điểm đây ạ. Cái gì cũng có hai mặt của nó, trong nguy thì có cơ. Đấy, trong cơ thì cũng sẽ có nguy, nên là chúng ta sẽ phải biết được hai mặt của nó để mà phát triển là một và rút kinh nghiệm là hai, nhớ. Cuộc đời không bao giờ có những cái thuận lợi mãi đâu ạ. Và cuộc đời nó cũng không bao giờ có những cái đau khổ và những cái rủi ro đâu ạ. Nên là các bạn phải nhìn thấy được đâu là ưu, đâu là nhược, được không ạ? Rồi, cái đầu tiên, thời gian làm việc kéo dài, gò bó và làm việc ngay cả ngày nghỉ lẫn ngày lễ. Đúng chưa ạ? Ôi dồi ôi, nhược điểm của ngành dược là cái này rất nhiều bạn trẻ không kiên trì được đây này. Thời gian làm việc có những bạn làm full thời gian từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn ạ. Hoa đã trải qua giai đoạn này rồi. Buổi sáng là 6 giờ hai mẹ con đi làm. Đấy, 10 giờ mới bắt đầu đóng cửa hàng về, 10 giờ 30 mới về được đến nhà vì nhà cách cửa hàng cũng khá là xa. Thế về đến nhà thì cậu con trai nó mới chổng mông lên nó ngủ, khi chưa kịp lên phòng để mà tắm rửa gì luôn các bạn ạ. Hoa vẫn còn những hình ảnh đấy nhá, không phải Hoa nói điêu. Hoa có gì nói vậy. Đấy, chứ không bao giờ chém gió ở đây. Đấy, chém bão thì có thôi chứ không chém gió. Thì các bạn có biết là những câu chuyện mà Hoa với lại cậu con trai đi làm từ sáng đến đêm về nhà nó kinh khủng như thế nào không ạ? Rồi có những thời điểm 3 tuổi, 4 tuổi con trai Hoa ở nhà một mình, Hoa đi làm việc, về đến nhà cậu ấy đứng ở bên ngoài cổng, mũi cắn sưng cả chân luôn, chỉ để đợi mẹ về các bạn nhé. Nào có ai dám để cậu có con của mình ở nhà một mình khi mà mình đi làm không ạ? Hoa dám đấy ạ. Bắt đầu rát họng được các anh chị. Rồi. Thì đấy là cái thời gian mà Hoa đã từng trải qua rồi, thời gian làm việc từ sáng đến đêm, nên Hoa thấu hiểu những anh chị nào mà đang là chủ nhà thuốc ở đây cũng làm từ sáng đến đêm. Nên hôm trước có bạn là 22, 23 giờ mới đóng cửa đấy ạ, có không nào? Thời gian thì gò bó này, thời gian làm việc kéo dài này, làm việc cả ngày nghỉ lẫn ngày lễ này. Trời ơi, người ta nghỉ, người ta đi chơi, mình vẫn phải ở nhà canh miếu. Mình không canh miếu là mất khách, rồi người ta sang nhà người khác mất, thế là thôi mất luôn. Đấy, cho nên là cái nhược điểm của ngành là như thế này. Những ngành nghề khác là người ta đi làm hành chính, thế xong rồi ngày cuối tuần nghỉ ngơi, ngày lễ người ta nghỉ ngơi. Nhưng mà mình thì không có thời gian để nghỉ luôn. Kể cả là nhân viên lẫn chủ, chủ thì dám đóng cửa hàng để đi, nhưng còn nhân viên thì nó không được nghỉ. Đúng không ạ? Mình cho nó nghỉ thì nó nghỉ thôi, chứ còn đâu là các bạn ấy không được nghỉ. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là nếu mà các bạn mà đang là nhân viên đi bán hàng thì lương thấp. Nhưng mà hãy nhìn các anh chị và các chủ nhà thuốc mà xem, lương không thấp đâu ạ. Các anh chị khai thật đi ạ, doanh số các anh chị một ngày được bao nhiêu, trừ đi chi phí đi thì thu nhập của anh chị còn lại là bao nhiêu ạ? Chia sẻ để cho các bạn ấy chưa đi bán thuốc còn có động lực ạ. Đấy, cho nên là hãy cố gắng vượt qua cái giai đoạn lương thấp này khi chúng ta đang làm thuê. Rồi khi chúng ta làm chủ rồi thì chúng ta sẽ có được cái thu nhập tốt hơn nhá. Thu nhập tốt hơn đấy ạ. Rồi, khi mà chúng ta kinh doanh thì có thể thời điểm đầu tiên chúng ta bỏ rất là nhiều vốn ra, nhưng thu về thì lại từng ít một, đúng không ạ? Nhưng mà người ta nói rằng năng nhặt thì chặt bị. Chả có cái gì mà tự nhiên có được tiền to cả, mà chúng ta phải kiên trì nhặt từng tí một, đúng không ạ? Nên là bỏ tiền thì nhiều, tức là vốn của chúng ta có những người đầu tư cả trên dưới tỷ cơ. Đấy, những nhà thuốc lớn thì họ đầu tư rất là nhiều.
Nhưng mà còn các anh chị mà đầu tư khoảng tầm độ 200 triệu đến 300 triệu thì cũng không nhiều lắm, đúng không ạ? Thế còn thấp hơn cũng có mà. Đấy, rồi sau đó chúng ta sẽ thu từng đồng về. Đấy, thì cái này các bạn mới mở nhà thuốc là phải chấp nhận nhá. Sau một thời gian rồi thì ok, được không ạ? Rồi. Và sẽ có rất nhiều bạn chưa kinh doanh nhà thuốc. Thì các anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là mới đầu tiên mình sẽ không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào khi mà muốn kinh doanh nhà thuốc. Nó có phải rằng là anh chị mới mở nhà thuốc ấy ạ, các anh chị sẽ rất là hoang mang vì không biết là mình làm cái gì, làm như thế nào không ạ? Trong giai đoạn đầu tiên, thậm chí là kiến thức chưa có, kinh nghiệm chưa có, vốn thì cũng chưa nhiều, xong rồi các thủ tục hành lang pháp lý cũng chưa nhiều, đúng không ạ? Hành lang pháp lý cũng chưa nhiều kiến thức về nó, cho nên là cái khó khăn rất là lớn trong cái giai đoạn đầu tiên khởi nghiệp với nhà thuốc của các anh chị. Thế thì cũng yên tâm, trong cái nhược điểm này thì đã có những đơn vị họ set up cho các anh chị từ đầu tới cuối luôn, không cần phải làm gì cả. Đấy, các anh chị và các bạn chỉ cần có kinh nghiệm, có kiến thức thôi. Đó là đi học những cái nội dung liên quan đến nhà thuốc để bán hàng. Ví dụ như một khóa học của Bảo Minh cũng sẽ giúp cho anh chị bán hàng được này. Hoặc là các anh chị xin ra nhà thuốc nào đó, người ta chỉ bảo cho các anh chị này. Đấy, chỉ cần có kiến thức để bán thuốc thôi. Còn đâu là mở nhà thuốc như nào, hàng hóa ra sao, rồi là nhập hàng, rồi xuất hàng, xong rồi tất cả mọi cái thì đã có những đơn vị họ lo cho các bạn từ A đến Z luôn. Mở nhà thuốc từ tủ thuốc, biển bảng, rồi đăng ký kinh doanh, rồi GPP, làm trọn gói luôn. Đấy, kể cả Bảo Minh, các bạn cần Bảo Minh cũng sẽ hỗ trợ luôn. Chỉ có điều là cái mảng này Bảo Minh không đi sâu lắm vì không đủ sức để set up nhà thuốc sẵn cho các bạn luôn. Chứ còn Hòa đầy mối quan hệ và cũng đầy học viên, học xong người ta cũng muốn set up lắm, người ta cũng muốn nhờ mình làm cho trọn gói lắm, nhưng mà thực sự Hoa không đủ sức để làm luôn. Đấy, thì Hoa sẽ kết nối các anh chị và các bạn đến với những chuỗi nhà thuốc, những người chuyên set up nhà thuốc cho các anh chị. Các anh chị chỉ cần bán hàng thôi, thích là được, được không ạ? Một là có tiền, hai là có kinh nghiệm, mọi cái sẽ có người khác lo, được không nào? Bao nhiêu bạn muốn được là tự bán hàng cho chính mình mà không cần phải vất vả quá nhiều thì Bảo Minh sẽ là một đơn vị giúp cho các anh chị điều đó, được không ạ? Rồi, Hoa dừng lại để đọc comment của các anh chị một chút ạ. Rất là cảm ơn các anh chị. Chị sinh ra không từ vạch đích nhưng đã về đích thành công. Rồi, Hoa xin cảm ơn câu nói này của các bạn. Nhưng đối với Hoa thì thành công nó không phải là một đích đến, mà thành công nó là một hành trình. Cho nên là Hoa chưa thấy mình thành công và nó vẫn đang là cái hành trình mình cần phải đi ạ. Vẫn còn đi, và cái thành công cuối cùng đó là có được hạnh phúc trong chính trái tim mình. Đó là sự an nhiên, đó là sự gọi là bình tâm. Gọi là những cái đồng tiền mà mình kiếm được về, nó là mồ hôi, công sức và nước mắt của mình, chứ không phải đi lừa lọc ai cả. Đúng không? Đấy là cái bình an trong trái tim mình. Được hạnh phúc ở chỗ là các bạn sau khi học xong bỏ tiền ra rồi, nhưng mà sẽ có được những cái kết quả, những cái gọi là kiến thức các bạn, anh chị mang về đấy ạ. Thì đấy là cái hạnh phúc của mình. Và cái giá trị lớn hơn nữa là trao đi được nhiều những cái mà mình có được tới cộng đồng, đúng không ạ? Rồi, có bạn nói cô Hoa đúng là hiểu rộng tài cao, ước gì một tuần được nghe cô nói một buổi để có năng lượng theo nghề ạ. Chỉ cần bạn muốn thì không gì là không thể. Bảo Minh luôn có những cái khóa học dành cho các anh chị và các bạn, và ngày nào cũng nghe Hoa nói luôn. Có những anh chị và các bạn đăng ký khóa học online, sau đó là mở nghe cả ngày lẫn đêm. Nghe cả ngày lẫn đêm, có những hôm đi ngủ các bạn ám ảnh giọng của Hoa luôn. Ở đây mới có 3 buổi học các bạn học cùng Bảo Minh thôi ạ, thì đã có ai ám ảnh giọng của Hoa chưa? Nhưng mà một cái khóa học của Bảo Minh nó dài vô cùng tận luôn. Đấy, cho nên là các bạn ấy nghe ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng nghe chứ không phải tuần nghe một lần đâu. Các anh chị và các bạn không có thời gian thì tuần nghe lần, chứ còn có thời gian là ngày nào cũng được nghe Hoa nói luôn. Đấy, có tiền thì đăng ký để học cùng với Bảo Minh, không có tiền thì trên kênh YouTube của công ty cũng sẽ có một bài học miễn phí của Bảo Minh. Một số bài học miễn phí của công ty ở trên kênh YouTube ấy ạ. Các bạn có thể lên YouTube và search là công ty đào tạo dược Bảo Minh, sẽ ra những bài học của Hoa, được không ạ? Rồi. Nên không cần phải ước, đó là cái điều nó rất là gần để các bạn có thể làm được thôi ạ. Rồi, những người thành công trong ngành dược thì toàn bế con đi làm đến 10 giờ đêm. Đấy là sự chăm chỉ để các anh chị và các bạn ạ. Đúng không ạ? Cho nên hôm trước Hoa có nói rồi, cái vấn đề chuyên tâm tư đấy ạ. Thì cái tâm thái của mình có chăm chỉ hay không thì đấy là tố chất của những người ta muốn thành công. Người thành công người ta sẽ rất là chăm chỉ, không làm ở cái thời gian này, làm chỗ khác, nhưng mà họ luôn luôn đặt mình ở cái lúc, tức là cái
cái trạng thái là luôn làm công việc này công việc khác đấy ạ. Rồi thì đấy, các bạn nhìn thấy nhá, một là thời gian làm việc kéo dài này, lương thấp này, bỏ nhiều vốn này, khó khăn hoang mang trong giai đoạn đầu này, rồi là luôn phải cập nhật những kiến thức và thông tin mới về dược đó. Có những cái thông tin, một là thu hồi về thuốc này, các bạn có thấy rằng là sẽ có những cái thuốc mà ngày xưa nó sản xuất và bây giờ nó thu hồi không ạ? Rồi thậm chí là trong cái hướng dẫn sử dụng của nó, ngày xưa nó hướng dẫn khác, bây giờ nó hướng dẫn khác không ạ? Đấy, cho nên là cái quá trình học của Bảo Minh á, năm 2018 Hoa dạy online rồi, thì bắt đầu là đến năm 2020 là Hoa phải quay lại một cái khóa học online mới. Đấy, và đến năm 2021 thì Hoa lại cập nhật để Hoa có thể chia sẻ với các anh chị và các bạn nữa. Nên là chúng ta phải luôn luôn cập nhật kiến thức và những cái thông tin mới về thuốc. Cho nên các bạn nhớ nhá, nếu ai đó mà học bài miễn phí của Bảo Minh trên kênh YouTube từ những năm ngoái, năm kia, năm 2018 mà thấy có những cái nội dung Hoa nói mà bây giờ nó chưa phù hợp thì phải hiểu một điều rằng ngày đó nó phù hợp nhưng bây giờ nó chưa phù hợp nữa, nó đã có sự thay đổi rồi, đúng không ạ? Nên có những cái thời điểm mà nó sản xuất ra xong một thời điểm sau nó thu hồi, nó không được kinh doanh nữa, có không nào? Rồi nó thay đổi cái thông tin của hướng dẫn sử dụng. Cho nên là cái nhược điểm của nghề là nó không phải cứ thế ngày này qua ngày khác chúng ta làm việc như vậy đâu ạ, mà phải liên tục cập nhật kiến thức và thông tin mới về thuốc, được không ạ? Cho nên là các bạn sẽ lên một là cái trang cảnh giác dược, hai là cái trang cục quản lý dược. Thì các bạn sẽ có những cái thông tin để cập nhật ở trong đó, ví dụ như thuốc nào để thu hồi. Thuốc nào thì nó sẽ có cái đình chỉ lưu hành, rồi có những cái thay đổi. Thì các anh chị và các bạn có thể vào những cái trang đấy để tìm hiểu, được không ạ? Rồi, cái ngành nghề của chúng ta thì lại là bị kiểm soát chặt chẽ bởi pháp lý. Cho nên là Hoa mới nói rằng đây là ngành nghề mà chúng ta không phải chỉ gọi là như kiểu chúng ta bán tạp hóa đâu. Không phải chỉ như cái việc chúng ta bán tạp hóa đâu, mà chúng ta là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cho nên là cái việc làm thẻ giúp việc này, làm chứng chỉ hành nghề này, đấy, rồi đăng ký kinh doanh, rồi là đạt chuẩn GPP, đấy là những cái điều kiện của ngành đấy ạ. Nên là nó chặt chẽ hơn rất là nhiều các ngành nghề khác rất là nhiều. Cho nên nhiều bạn bảo rằng là em ra trường em có bằng rồi ạ, sau đó là em xin việc nó gọi là có tiền luôn ý. Thì rất là xin lỗi các bạn, nếu mà các bạn đi xin việc ở một cái công việc nào đó, hay là các bạn đi bán tạp hóa, thì các bạn sẽ có lương luôn. Đấy. Nhưng mà với ngành dược thì đừng hy vọng là các bạn là ra trường có bằng, thậm chí bằng đỏ chót luôn, mà đi xin việc có được bà tiền luôn đâu nhá. Chúng ta còn phải học vật vã luôn. Rất là nhiều các bạn sinh viên đến với Bảo Minh là học vật vã 3 tháng trời, đúng không ạ? Rồi những bạn là ra trường rồi đi xin việc, Hoa cũng bắt thử việc 3 tháng, bởi vì 3 tháng đấy là 3 tháng các bạn học toàn bộ những nội dung mà Bảo Minh dạy đấy ạ. Đó, cho nên là đừng nghĩ rằng ra trường thì bắt đầu là mình đi xin việc mà có lương luôn các bạn nhé. Bởi vì đây là cái ngành nghề các bạn phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức thì mới được phép bán. Còn nó không giống như bán tạp hóa, bán gói bánh, gói kẹo rồi bim bim. Nó có sai hoặc là nó có nhầm thì nó không chết người, hoặc là không bị phản ứng phụ, không bị những cái tác dụng phụ của thuốc đấy ạ. Nhưng ở đây chúng ta bán sai giá thì chủ nhà thuốc chịu, rồi là bán sai thuốc thì khách hàng bị những cái phản ứng, rồi là nếu mà các bạn chưa có chứng chỉ hành nghề thì chủ nhà thuốc lại là thằng chịu tiếp, đúng không ạ? Bởi vì cái người đứng chịu pháp lý là mình thuê nhân viên, mà nhân viên nó làm như vậy thì chủ nhà thuốc phải chịu mà. Cho nên là đấy, nếu mà các bạn bán sai thì nó sẽ có rất là nhiều những cái phải nói rằng là nó nguy hiểm, đúng không ạ? Nên là hãy nhớ rằng chúng ta không phải bán tạp hóa nên phải có kiến thức và có kinh nghiệm. Đấy, tối thiểu là 3 tháng ở nhà thuốc thì chúng ta mới có được gì ạ? Có được lương, nha, lương cao. Còn ở đây các anh chị nào mà không có nhân viên, tuyển nhân viên thì bắt buộc anh chị phải hỗ trợ cho các bạn ấy rồi, được không ạ? Nào, ở thông qua một số những buổi học ở Bảo Minh thì các anh chị đang là chủ nhà thuốc thấy rằng nếu ai đó đã được học một khóa ở Bảo Minh rồi, họ sẽ có những kiến thức và có những cái tư duy khác biệt hơn để mình dễ dàng mình tuyển dụng nhân sự đấy hơn, không ạ? Cho nên là những bạn mà học ở Bảo Minh mà được cấp giấy chứng nhận ở công ty á, thì những cái người đó đi xin việc nó dễ hơn rất là nhiều. Cho nên vào chuỗi nhà thuốc như là Pharma City đấy ạ, các bạn thì dễ dàng xin việc hơn rất là nhiều các bạn nhé. Nên là các anh chị mà muốn tuyển dụng ngành dược thì Bảo Minh cũng sẽ cung ứng cho các anh chị nếu mà các anh chị muốn tuyển nhân sự. Nhưng mà quan trọng là hai bên đấy có đáp ứng được yêu cầu hay không, anh chị cần ca nào, rồi là nhân viên nó có đáp ứng được cái ca đấy hay không, rồi cái mức lương anh chị đưa ra hay không, thì đấy là phụ thuộc vào hai bên. Bảo Minh chỉ là đơn vị kết nối thôi nhá. Nên hôm trước có một chị muốn tuyển nhân viên cho, nhưng mà không đưa ra cho Hoa cái thông tin cụ thể, ví dụ như là tuyển nhân viên, thời gian, rồi địa điểm, rồi lương thưởng như thế nào, liên hệ với ai, các anh chị không đưa ra cái đấy. Hoa đã từng nói một người gọi là chủ nhà thuốc rồi đấy ạ, xin lỗi, có những cái Hoa rất là thoải mái, rất là dễ tính,
nhưng có những cái Hoa rất là nguyên tắc và cũng khá là khó tính. Thì có một bạn bạn ấy nhờ Hoa tuyển nhân sự cho. Thì Hoa bảo rằng là chị, chả biết là chị hay em cái bạn đấy nữa, bởi vì không biết bao nhiêu, sinh năm bao nhiêu. Thì mình bảo rằng là chị gửi thông tin cho em một cách đầy đủ. Em sẽ gửi thông tin của chị vào trong nhóm các học viên của em, xem ai có nhu cầu họ sẽ liên hệ với các anh chị luôn. Đấy, thế mà cuối cùng viết nó còn không nên hồn luôn ấy. Tuyển nhân sự viết cũng không nên hồn. Tuyển nhân viên ở một dòng, ca sáng một dòng, ca chiều một dòng. Ôi dồi ôi, Hoa mới điên chứ lệ. Hoa đã nói là các anh chị soạn một cái văn bản, một cái tin nó đầy đủ vào, để Hoa chỉ việc copy gửi đi. Chứ còn bây giờ Hoa làm gì có thời gian mà lại là nhắn cho trò trò từng từ như vậy nữa, đúng không ạ? Thế bắt đầu Hoa mới là làm soạn sẵn cho một cái mẫu gửi cho vào đấy. Lần sau chị tuyển nhân sự chị gửi như này này. Bây giờ chị nhờ người khác lại làm mất nhiều thời gian của người khác hơn, trong khi đó em đã nói rõ ràng như vậy rồi. Mà cuối cùng là gì ạ? Không làm được. Thế nó bảo rằng là em xin lỗi, em chưa có kinh nghiệm tuyển nhân sự. Trời ơi, đấy, kinh nghiệm tuyển nhân sự cũng cần phải có kinh nghiệm cơ các bạn nhá. Cho nên là hôm nay các anh chị đang chủ nhà thuốc nha, lại phải học cái kinh nghiệm tuyển nhân sự luôn ấy ạ. Nào có muốn học kinh nghiệm tuyển nhân sự không, để Hoa dạy luôn nè. Ôi đau đầu lắm. Phải nói rằng là càng dạy thì mình thấy là có quá nhiều người còn thiếu. Cho nên có nhiều bạn là đến học bóng minh xong mà càng học thấy mình càng ngu. Thì đúng rồi, Hoa cũng thế. Hoa càng đi học ở những cái lĩnh vực khác, ví dụ như là kinh doanh, marketing, Hoa cũng thấy mình càng học càng ngu thật. Nên quan trọng là bạn có muốn học hay không, chứ còn học không bao giờ là thừa. Đấy, cho nên câu Hoa nói với các bạn học viên đó là đầu tư cho tri thức và sức khỏe không bao giờ lỗ. Đúng chưa? Đầu tư cho tri thức và sức khỏe là không bao giờ lỗ đâu. Các bạn nhớ điều đấy nhá. Rồi, cái tiếp theo là môi trường cạnh tranh và bị thu hẹp. Có phải nhược điểm của chúng ta bây giờ đang như vậy không ạ? Đang có rất nhiều người chuyển sang lĩnh vực dược để cạnh tranh với chúng ta. Nhớ. Thì các bạn không có cách nào khác. Nếu các bạn muốn theo nghề thì phải nâng cao bản thân mình lên, học hỏi nhiều lên, chuyên nghiệp hơn lên đi. Đấy, thì ở thị trường nào cũng như thế. Nó sẽ có những cái sự bão hòa. Nhưng mà đừng đổ cho cái thị trường bị bão hòa, mà hãy đổ cho mình chưa đủ khả năng để tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân mình. Các bạn đồng ý không ạ? Nên là cái môi trường cạnh tranh thì lĩnh vực nào cũng có. Và ngành nghề dược của chúng ta thì lại đang có rất là nhiều các anh chị khác từ ngành nghề khác sang học đấy ạ. Có không nào? Rất là nhiều các anh chị từ kế toán, từ giáo viên, từ ngân hàng, họ đều sang để họ học ngành dược. Các bạn không đào tạo nên các bạn không biết. Chứ còn Bảo Minh đào tạo rất nhiều các anh chị từ ngành khác sang, thậm chí chả ngại học ngành dược, họ cũng học ở Bảo Minh. Thì để thấy rằng là chúng ta sẽ thấy càng ngày chúng ta càng bị cạnh tranh nhiều hơn. Thì không có cách nào khác, nếu các bạn có cơ hội khác, các bạn làm cơ hội khác. Còn nếu các bạn muốn theo ngành dược, bắt buộc các bạn phải giỏi hơn, đúng không? Phát triển bản thân mình hơn, rồi đầu tư cho bản thân mình hơn nhá. Thì đấy là cái môi trường cạnh tranh càng ngày nó càng bị thu hẹp lại. Thì đấy cũng là một trong những cái nhược điểm của nghề. Nên là đừng đổ lỗi cho thị trường, mà hãy đổ lỗi cho mình chưa đủ giỏi, được không ạ? Bản thân Hoa cũng như vậy thôi. Trong lĩnh vực này nó cũng đang là cạnh tranh rất là nhiều đó. Rồi là đang bão hòa, thì chúng ta phải cố gắng thay đổi bản thân mình, học hỏi nhiều hơn thôi ạ, được không ạ? Rồi, còn với những bạn là mới vào nghề thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thời gian học rất là lâu, ghi nhớ rất là nhiều. Rồi là những cái hoạt chất, rồi biệt dược, công dụng, chống chỉ định, liều dùng, tương tác thuốc, rồi giá nhập, giá bán, hạn sử dụng, vân vân. Đấy là những cái mà các bạn mới bước vào nghề là chúng ta phải học đấy ạ. Mà học cái này thì nó lại không dễ. Nó rất là nhiều các tên thuốc ở nhà thuốc cơ ạ. Hoa mới chỉ cho học có 3 nhóm thuốc thôi. Lập tức các học viên nói rằng chị ơi, nhiều thuốc quá, em không nhớ nổi. Xong rồi có những bạn nhắn tin mà chị ơi, làm thế nào để nhớ được các thuốc bây giờ? Chả có cách nào cả, học đi học lại với chị thôi. Chị cho học một cách đơn giản ngắn gọn như vậy rồi mà còn không học được nữa thì làm sao là bán được hàng đây? Đúng không ạ? Các bạn có thấy rằng là để bán được thuốc chúng ta phải biết được hoạt chất đấy có công dụng gì? Rồi biệt dược của nó là như có cái biệt dược nổi nào? Đúng không ạ? Chống chỉ định cho đối tượng nào? Rồi là liều dùng là bao nhiêu? Đúng không nào? Đấy, giá nhập giá bán là bao nhiêu? Thì đấy là những cái rất là cần thiết để chúng ta đứng bán hàng nhá các anh chị nhá. Rồi. Thì không có nhiều thời gian. Hoa đã chia sẻ với các anh chị, phân tích được những cái nhược điểm và ưu điểm của nghề rồi. Thế thì với những anh chị đang theo nghề ở đây, các anh chị có thấy rằng là mình sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng để theo ngành dược không ạ? Bởi vì những cái này các anh chị đã vượt qua nó rất là nhiều rồi. Thời gian làm việc kéo dài, gò bó thì đấy là mình làm cho mình nhá, chứ không phải mình đi làm thuê cho người khác. Thì cái thời gian anh chị bỏ ra nó xứng đáng với những gì anh chị nhận lại, được không ạ? Rồi lương thì cũng là do mình tự tạo ra, mình bán được nhiều hàng, mình có nhiều tiền. Mình không bán được nhiều hàng thì không có nhiều tiền. Rồi, cái bỏ ra nhiều chi phí này thì mình cũng đã bỏ rồi. Và bây giờ mình chỉ có thu tiền về thôi, đúng không ạ? Rồi là khó khăn hoang mang, cái này thì anh chị đã trải qua rồi, không cần phải nghĩ nữa. Rồi cái luôn cập nhật kiến thức này thì các anh chị có muốn cập nhật hay không mà thôi.
rồi bị kiểm soát chặt chẽ bởi pháp lý này thì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Đầu tiên là tiền đâu là xong, đúng không ạ? Cứ mỗi một cơ quan ban ngành đến rằng là thôi em cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho em thì em xin phép gửi các anh chị một chút để làm gì, để uống nước đấy. Đấy, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Thì cái này chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, không cần phải nói nữa nhá. Môi trường cạnh tranh thì Hoa cũng vừa phân tích rồi. Chúng ta sẽ lại là gì đấy ạ? Hoàn thiện bản thân mình hơn, học hỏi nhiều hơn để chúng ta là gì ạ? Chiến đấu trên cái thương trường này. Bởi vì kinh doanh, thương trường là chiến trường. Đúng không các anh chị? Nhá. Còn cái học mà về thuốc này thì các anh chị cũng đã nắm được rồi. Đấy, cho nên là nhược điểm này chỉ dành cho những người mới vào nghề thôi. Thế còn anh chị thấy là một đống những cái ưu điểm này, các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Nên hãy theo nghề, hãy kiên trì với nghề, đừng bỏ nghề các bạn nhớ. Yêu nghề thì nghề sẽ không phụ, nhớ giúp Hoa điều đấy ạ. Bản thân Hoa yêu nghề lắm và rất là đam mê cái việc chia sẻ với các anh chị. Cho nên là có tiếc công sức của mình đâu ạ, giọng có bị làm sao đi chăng nữa thì Hoa vẫn nhiệt huyết với các anh chị. Nên rất yêu nghề, đó là mỗi một lần nhận được những tin nhắn cảm ơn của các anh chị là cảm thấy hạnh phúc rồi. Đấy, cho nên là phải phải gọi là nhìn vào cái ưu điểm của nghề để rồi mình cố gắng, mình phát triển, mình theo đuổi nó, được không các anh chị? Rồi, thế thì đấy là cái nội dung đầu tiên trong buổi học hôm nay Hoa đã phân tích với các anh chị rồi. Thế còn nếu như mà những cái giải pháp của những người mới vào nghề mà chưa biết được thì nó sẽ có những cái giải pháp. Thì buổi sau nếu có thời gian Hoa sẽ đưa ra những cái giải pháp cho anh chị. Bởi vì ở đây có những người phù hợp, có những người không phù hợp.